trình là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Phần này ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ xã Tân An, thị xã Tân Châu của các thuyết giảng qua đề tài tìm hiểu ý nghĩa 8 câu của bài thi trong quyển năm khuyến thiện Đức Quỳnh Giáo Chủ sáng tác tại Sài Gòn năm Tân Kỷ 1941. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng an vọng diệt thân năng, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rằng chánh pháp thoát tà lâm, phù sinh nhật mộng đời la khổ, tỉnh trí tu thân kẻo lạc lầm. Trân trọng kính mời giáo lý viên xin những lời bài phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên thị trưởng tâm đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho ngành công an của huyện Phú Tân cũng như xã Điện Dương đồng lễ tham dự, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự liên xã trong phần của huyện Phú Tân để tham dự, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban quản tự hiệp hòa tự cũng như ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Điện Dương của huyện Phú Tân tỉnh An Giang, kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị là mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần, và hôm nay cũng là ngày 2 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương trở về máy đạo tràng của hiệp hòa tự để làm nhiệm vụ của mình. Vậy là nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất của chúng tôi. Thì đặc biệt hôm nay thì theo sự phân công cũng như theo cái sự nhu cầu của ban tổ chức, chúng ta sẽ chia sẻ qua một thánh phẩm, một cái kệ phẩm, tức là một cái phần, một cái bài thi mà Đức Thầy đã viết ở tại Nhà Thương Châu Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ 1941. Cho nên trong khuyến thiện 756 câu, thêm 20 câu thi nữa là 776 câu mà Thầy sáng tác tại Nhà Thương Châu Quán Sài Gòn năm 41. Nó nghe qua cái tựa đề là chúng ta thấy Đức Thầy hết sức là khiêm tốn, lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Theo tôi thiết nghĩ rằng đó quý vị, quyển khuyến thiện rất hợp với người tại gia cư sĩ chúng ta. Nó mình nghe cái tựa đề là lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ, chúng ta thấy rất là hợp rồi. Tuy nhiên mỗi quyển giảng đều có một cái nét đặc trưng. Tuy vậy thì đối với giác mê tâm kệ cũng như là quyển năm này thì rất là phù hợp. Theo tôi nghĩ thì rất là phù hợp. Mà Đức Thầy đã đóng vai trò là một người tại gia cư sĩ rồi. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc, cũng chuyên tu hành. Hai yếu tố này phải gắn chặt với nhau trong đời tu chúng ta. Tức là vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất. Hai cái này phải song hành với nhau ở giai đoạn hành đạo. Rồi từ ở giai đoạn hành đạo này chúng ta cần phải đạt lên một mức cao hơn nữa. Đó là thân ti còn tục, tâm thì còn mê. Coi đơn giản đâu. Những câu giảng đọc nghe thì nó bình thường, ai cũng thuộc lào hết. Nhưng khi mình hạ thủ công phu hành đạo thì chúng ta thấy rằng đây cũng không phải là điều đơn giản. Thấy vậy không vậy? Cho thật ra tu cũng rất là khó đó. Cho nên quý vị cũng phải hết sức là chuẩn bị, hết sức là dè dặt, hết sức là phải nói là công phu, chúng ta đạt được kết quả. Do đó cho nên đối với lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, quý vị biết rồi, nhất là hạng tại gia cư sĩ như tôi đã có nói đó, thì không ngoài cái triết lý, còn gọi là cái giáo thuyết học Phật tu nhân, đây là một cái giáo thuyết do Đức Thầy sáng chế ra để nhằm dạy dỗ môn nhân đệ tử, dạy dỗ tất cả chúng ta trong thời mạt hạ, trong cái thời phải nói là cùng cực, và đặc biệt rất là phù hợp đối với người tay lắm chân bùn như tôi và quý vị. Như vậy thì học Phật tức là chúng ta học những điều ông Phật dạy. Ông Phật dạy chúng ta rất nhiều. Nhà học Phật mình biết được luật nhân quả, bước để biết được là từ bi hỷ xả, biết được nghiệp để chúng ta làm lành lắm dữ,
không còn tạo nghiệp nữa. Và cuối cùng biết được như vậy thì bắt đầu ở những cái nấc thang đầu tiên là nấc thang tu nhân. Tu nhân trước nha quý vị. Vị tu nhân đồng nghĩa với chúng ta tu Phật đó. Dù đằng khác nhau danh từ, nhưng khi mà chúng ta tu nhân thì trong đó chúng ta đang là, đang cấu thành một vị Phật ở tương lai. Bởi vì bản thân chúng ta là Phật mà. Khi bắt đầu mình trao sữa ở cái chỗ tu nhân thì chúng ta đã bước đà, bước lên nấc thang thành Phật Thánh rồi đó. Phải nói gọn vậy. Cho nên cái triết lý này phải nói là theo tôi nghĩ rất là phù hợp trong toàn bộ sấm thi của Đức Thầy. Thì Đức Thầy viết nhiều đoạn, nói đoạn, nói rõ về những cái triết lý này. Và đồng thời thì trong cái bài thi, tám câu thi hôm nay mà chúng ta trình bày thì cũng không ngoài cái triết lý học Phật tu nhân. Một cái giáo thuyết có 102 do Đức Thầy tự sáng chế ra quý vị. Giáo thuyết Phật tu nhân cũng như giáo thuyết gọi là ví dụ như thập nhị nhân duyên, môn hoàn nghiệp, rồi hoặc là bát chánh đạo, hoặc tứ vô lượng tâm vậy đó. Tức là những cái tên gọi, những cái tên gọi giống như đại thừa người ta hiểu về Bồ Tát Hạnh nó, rồi trung thừa thì người ta hiểu thập nhị nhân duyên, rồi hạ thừa ta hiểu về là tứ vị đế. Thì học Phật tu nhân cũng là những cái triết lý như vậy đó, để nhắc nhở chúng ta. Tuy nhiên Đức Thầy dựa vào căn cơ trình độ, tùy phong hóa dân sanh phù hợp, cho nên triết lý này thì nó rất là phù hợp, không có cao siêu, không có nói xa quá, nói rất là gần. Dù rằng không cao siêu, không xa, nhưng mà mang tính chất thực tế. Rồi từ cái thực tế đó chúng ta mới cảm nhận được cái không cao siêu. Nhưng mà cuối cùng là không có cao siêu nào bằng. Giống như vô thượng thậm thâm dĩ truyền vậy. Nó không cao, nhưng mà cuối cùng là không có cái cao nào bằng hết. Chứ không phải là không cao siêu, tức là không có, không màu nhiễm thấy vậy. Thì nó không hết. Cho nên thì hôm nay trở lại, chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu qua 8 câu mà các vị đồng đạo đã nằm lòng rồi. Nói chung là 8 câu thi chúng ta nằm lòng rồi. Văn phạm, ngữ từ, Đức Thầy vận dụng những từ ngữ mà viết cái bài thi này quá tuyệt vời. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh năm, trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dụng tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh chí tu thân khỏi lạc lầm. Đọc qua văn chương này chúng ta phải nói là quá đáo để. Đức Thầy sử dụng các cái chữ nghĩa, ngày sử dụng ngòi bút, mượn các văn phạm mà viết thành một cái bài thi gọn 8 câu trong 776 câu của Nguyễn Năm này, thì nó là quá tuyệt vời. Thì nói chung nghe, đọc nghe về cái âm điệu văn thơ thì quý vị thấy phải nói du dương ha, mang một cái triết lý hành đạo cao siêu, sâu sắc, thực tế. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu để cùng nhau, mỗi đồng đạo kiểm là mình, cũng như tôi phải kiểm tôi trước khi tôi trình bày, khi tôi nghiên cứu, thì tiếp theo là quý đồng đạo nào đã hoàn thành được các cái tiêu chuẩn mà Đức Thầy đưa ra trong đời tu thì mừng. Chúng ta cố gắng phải thúc liễm thân tâm để phát triển tốt lên cái ngôi vị sau cùng là giải thoát, cái ngôi vị Phật Thánh. Còn những đồng đạo nào chưa làm xong thì theo tôi nghĩ rằng giờ này chúng ta cũng tắt bạc mà làm. Bởi vì đây đến ngày Thầy về thì cũng không xa lắm. Đạo Thầy cũng khai mở là đã 80, là gần 83 năm rồi. Cho nên với thời kỳ hiện tại thì quý vị thấy cũng rất rõ rồi. Cho nên nhiều người cũng than với tôi: chú Tâm ơi, sao bây giờ thấy khổ quá, bệnh khổ, rồi thiên tai rất khổ, rồi giờ này cộng thêm có cái mầm mống chiến tranh nữa. Mà chiến tranh đã xảy ra rồi, hiện tại rồi, mình thấy rất rõ chiến sự rồi, đã xảy ra rồi. Cho nên bây giờ càng khổ thì sao? Không phải khổ mà tôi và quý vị chúng ta than thân trách phận, không phải. Càng khổ chừng nào chúng ta càng tu siết chừng đó, càng khổ chừng nào chúng ta càng làm lành nhiều chừng đó, càng khổ chừng nào chúng ta càng niệm Phật nhiều chừng đó. Bởi vì trong buổi khổ ma mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư, mới học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Có như vậy thì mới xoa dịu nỗi khổ và chúng ta mới định hướng đi. Cho nên kính thưa quý vị, trải qua mỗi cái trận biến cố trong cái xã hội này là mỗi cái bài học quý giá, và đó là mỗi cái động lực để thúc đẩy chúng ta tu hành tinh tiến hơn nữa. Chứ theo tôi nghĩ nếu cuộc đời này không có khổ á quý vị,
ai cũng hạnh phúc, ai cũng sung sướng, không ai đau ốm bệnh hoạn, chứ không ai tu đâu quý vị. Không ai tu đâu. Thật sự như vậy. Nhờ có khổ, nhờ có bệnh, nhờ thấy cái hoàn cảnh nghiệt ngã trước mắt là người ta mới tu. Nhân vô quả, quả bắt hồi đầu, mà ngày xưa là người xưa đã nói rồi, nếu không có gặp hoạn nạn người ta không hồi, không hoài đầu đâu. Cho nên cái gì cũng vậy, bây giờ nó có hai mặt của nó. Đôi khi những cái khổ là chúng ta hết sức là bi quan, nhưng mà khi đi qua rồi thì mình cảm ơn cái nỗi khổ đó. Bản thân tôi cũng vậy, cũng chịu nhiều cái trận, phải nói là nhiều cái nghiệp duyên nó trở ngại lắm trong đời tu của mình, mà mỗi lần khổ như vậy thì mình cảm thấy cảm ơn. Nhất là bệnh, tôi nhớ ngày xưa tôi bệnh lắm đồng đạo à, gần như tôi bệnh là đi bệnh viện không kịp luôn á, lay quay một tuần, một tháng đi bệnh viện mấy lần đó. Nhất là lúc tôi còn trẻ bệnh dữ lắm, rồi cho nên mình mới gẫm lại bản thân của mình. Và chính vì vậy khi gặp đạo thì mình hết sức là tinh tiến, và mình cũng nguyện rằng sẽ chia sẻ những gì mình biết. Và thường thường những cái mà chúng tôi chia sẻ là đa phần chúng tôi đúc kết từ bản thân của mình, tuổi không nhiều, tuy nhiên cũng trải qua nhiều cái thân trầm chìm nổi, thì mình đúc kết bản thân của mình để mình chia sẻ với đồng đạo, để cùng nhau cùng tu cùng tiến. Thì đó là những cái lời nói quen thuộc nhất mà chúng tôi đã nói ở nhiều nơi, thì hôm nay cũng vậy. Cho nên trở lại qua cái bài thi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu theo cái lối gọi là chú giải đó. Chúng tôi thì vận dụng từ câu từ chữ 1, từ câu thứ nhất đến câu thứ 8, xong cuối cùng hết thì chúng ta kết à. Ha, chứ cũng không có dông dò là dài dòng lắm. Cái nào cần thì chúng tôi nói nhiều chút, cái nào có lợi lạc trong sự hành đạo thì chúng tôi bàn rộng một chút, còn cái nào mà chúng ta thấy đã hiểu rồi nhẹ nhàng hơn thì chúng tôi không dám bàn sâu, để dành cái thời gian quý báu cho tất cả quý vị ha. Thì kính thưa đồng đạo, vậy thì câu đầu tiên của thầy dạy là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm. Lời đức thầy là kệ quý vị, là tiếng kệ, phải nói gọn là tiếng kệ. Như vậy thì căn cứ theo từ ngữ kệ, còn gọi là kệ đà, còn kệ là già tha, mà tàu dịch là phúc là tụng. Kệ thì thường được viết bằng văn phần. Ngày xưa các vị Phật, các vị tổ khi thuyết xong một tràng pháp, nói xong một tràng kinh thì các ngài thường tóm lại một bài kệ. Thường thường thì các vị tổ nào cũng có bài kệ hết vậy. Huệ Năng ngài cũng có bài kệ của ngài. Rồi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng có bài kệ của ngài. Mà đặc biệt thì ngày xưa Đức Phật cũng vậy, thường thuyết xong một thời kinh Đức Phật cũng có bài kệ, giống như tứ cứu kệ kinh Kim Cang vậy đó. Nó không hết. Như vậy thì hiện nay kệ là gì? Tức là mình nói nôm na nó thuộc về, được tóm gọn lại. Kệ là thường gọi là tinh hoa của kinh, được tóm gọn lại, được tinh chỉnh lại cho gọn, để cho cái người nghe, cho môn nhân đệ tử dễ nhớ, dễ thuộc và hành theo. Cho nên mới có câu là kệ giả, kiệt giả, nhiếp nghĩa tận có danh như kệ. Kệ được gom nhiếp những cái tinh tí trong kinh, trong lời dạy của thầy, của Phật, để thành một bài kệ. Cho nên lời Đức Thầy viết sáu quyển giảng, trên dưới gần 200 bài thi. Tuy nhiên thì chúng ta gẫm lại thì Đức Thầy viết đó là kinh và kệ, nhưng theo tôi nghĩ là kệ nhiều kinh. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu về tam tạng giáo điển kinh lục luận đó, nó nhiều lắm. Một tạng kinh nó đến là 5.000, là trên 5.000 bộ kinh. Một tạng là trên 5.000 bộ kinh, 5.041 bộ kinh. Mà một bộ kinh vậy là có từ 5, 7 quyển, 9, 10 quyển, mười mấy quyển kinh. Mà ba tạng kinh cộng lại chúng ta thấy con số lượng khổng lồ. Hôm nay Đức Thầy dạy là rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm minh giảng này. Thì như vậy thì giảng Đức Thầy tế nhị để cái tựa đề là quyển sấm giảng, thi văn toàn bộ sấm giảng, nhưng mà trong đó là ngầm chứa những cái lời kệ vân vân. Cho nên Đức Thầy mới viết vân vân là trên 90% vân vân, để cho chúng ta dễ nhớ học theo, nói một cách dễ hiểu. Lời Đức Thầy sấm giảng thi văn toàn bộ là tinh hoa trong kinh điển đó. Cho nên quyển nhất Thầy dạy làm sao? Kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai. Quyển nhất cũng là kệ, có kinh nhưng cũng là kệ. Rồi quyển nhị là rõ ràng, quyển nhị là kệ rồi, kệ dân của người khủng. Quyển nhị rõ ràng là rong ràng, quyển này quyển kệ rồi. Quyển ba thì sao? Ngày ra chơi trốn rừng xanh, tối về kinh kệ cửa canh mặt người, thì quyển ba cũng kinh và kệ nữa, phải không quý vị? Rồi quyển tư nghe cái tựa đề là giác mê tâm kệ rồi, mà kệ này kệ đưa ngay vào trong tâm của mình, rõ ràng quyển tư là kệ rồi. Chính tông là kệ, còn gì nữa? Ngày xưa Đức Phật viết 4 câu, 8 câu, Đức Thầy viết 846 câu.
Rồi quyển phiến thiện này cũng là kệ nữa. Sau cái phần dẫn nhập rồi đoạn đầu đến cái bài thi này là phần thi, sau bài thi này nó thấy cái kệ lòng quảng ái xót thương nhân chủng dài suốt, rồi tới cái bài kệ mà đồng đạo chúng ta thường nói là kệ điểm thanh đó. Vậy thì quyển 5 mà thấy tôi nghĩ là kệ muốn hết rồi. Nếu mà trừ các bài thi ra, quyển 5 này là kệ thôi còn gì đó. Chỉ có quyển 6 là rồng rặc là kinh. Quyển 6 là kinh nha. Quyển 6 là dân tản, gọi là tôn chỉ hành đạo. Thì quyển này có thể chúng ta liệt là kinh. Rồi các bài thi ngắn cũng vậy. Các bài thi ngắn mà nếu có một cái nội hàm giáo dục cho tín đồ, cho mọi người trao sữa, trở nên thánh thiện, trở nên Phật thánh, thì tất cả đều gọi là kệ. Tinh gọn lại, được Đức Thầy tinh gọn lại. À, cho nên hôm nay mà khi nghe nói kệ kinh ở đây, cái tiếng kệ đồng đạo nó cha vậy chắc phải đi tìm kệ của Đức Phật, tìm trong kinh điển, không có phải. Đức Thầy chúng ta đã tinh gọn hết rồi, sống giảm toàn bộ, mà nếu chúng ta chi tiết ra đó là kệ đó, đâu có gì đâu là lạ gì. Cho nên Đức Thầy mới dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sạch, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai, rồi kệ kinh tưởng niệm tiêm thanh, hay là châu ngọc để dành ngày sau. Rất là nhiều chỗ mà Đức Thầy phải dùng đến từ kệ đi đôi với kinh là vậy. Như vậy thì tính đặc thù của kệ mà hôm nay Đức Thầy chúng ta để lại cho mình, đó là từ bi. Quá từ bi rồi, quá tuyệt vời rồi. Như vậy thì tiếng kệ từ bi ở đây, từ bi còn gọi là từ bi hỷ xã, gọi là tứ vô lượng tâm. Do văn chương chứ đáng lẽ ra là phải gồm đủ là từ bi hỷ xã. Cho nên khi nói đến từ bi là người ta nghĩ luôn hỷ xã là tứ vô lượng tâm. Đây là một cái phương pháp đạt ở chỗ Phật thường, quý vị. Như đồng đạo chúng ta hiểu trong tam thường, ở trong ngu sa là Bồ Tát thường, rồi ở trong lộc sa tức là duyên giác thường, rồi vương sa tức là xe dê nó nhỏ hơn là thinh văn thường. Nhưng bên cạnh đó nó còn có đại bạch ngu sa là Phật thừa đó, nó vượt khỏi tam thừa thì ở cái chỗ từ bi hỷ xã này nè. Đây là một cái pháp môn, là một cái thời kinh sau cùng trong năm thời kinh, còn gọi là pháp hoa đó. Pháp hoa niết bàn cộng bát niên, thì đây là thời kinh cuối cùng mà Đức Phật thuyết. Và một ngày một đêm nói về đại tạm niết bàn trước khi Đức Phật nhập diệt. Ý Đức Phật muốn cho tất cả môn nhân đệ tử ngài hiểu rằng cái chân lý của Phật pháp nó ngoài cả tam giới, tức là nó ngoài cả tam thừa, và đi đến cái chỗ Phật thừa. Mà hôm nay chính Đức Thầy chúng ta rút tỉa ở Phật thừa chỗ này. Giống như một đoạn giảng mà Thầy nói Phật từ thiện cách nào thì ta từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh điều gì chứ chân chánh thì khá nhân lời. Thì kính thưa quý vị, một cái đoạn này không phải đơn giản đâu. Cái đoạn này là Phật thừa đó, là đại bạch ngu sa nó vượt luôn cả Bồ Tát hạnh đó. Nói như vậy hầu như mình hơi cường điệu, mà không phải là cường điệu đâu. Những gì tôi nói là tôi đã nghiên cứu rồi ở trong chân lý giáo lý Phật Đà là vậy đó. Cho nên đối với lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hiện nay nhiều khi người ta không hiểu. Ta thấy tín đồ đồng đạo của mình tu tại gia, vừa lo làm ăn vừa lo tu hành, đâu có chiên, không chiên ở tướng. Cho thật ra tâm thì tôi tin chắc rằng có nhiều đồng đạo chúng ta chuyên lắm. Cho nên chính vì cái tướng chúng ta nó không có giống như là không chấp ở hình tướng đó. Cách ăn mặc cũng vậy, cách hành đạo cũng vậy, đâu có kẹt mắt cái gì đâu. Chỉ có ba ngôi thờ đơn giản, cúng lại sớm chiều, ăn chay, niệm Phật, làm từ thiện vậy thôi. Cho nên người ta không hiểu cái đạo mình thấp. Nhưng kỳ thật ra khi mà nghiên cứu vào triết lý cái lý Phật giáo Hòa Hảo thì lúc bây giờ mới lé ra được ánh hào quang. Đức Thầy dạy vượt khỏi đại thừa Phật giáo mà đạt ở chỗ gọi là Phật thừa như chúng tôi vừa giải thích. Và ở chỗ này khi chúng ta bàn về từ bi. Như vậy thì theo Hán học từ điển, từ là hiền lành, bi là thương xót. Theo Phật học từ điển cho biết rằng từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là đem đến sự an lạc cho chúng sanh, tức là từ có nghĩa là chúng ta trao gửi, chúng ta ban tặng cái sự an lạc cho chúng sanh. Mà nếu như mà mình muốn trao tặng cái sự an lạc cho chúng sanh thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải thương chúng sanh đó, đúng không quý vị? Khi người ta thương mình thì mình mới cảm nhận được là người ta đang trao gửi cho mình một cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, một sự an vui. Thí dụ bây giờ tôi ghét quý vị thì quý vị gặp tôi quý vị có an lạc không? Không. Vì là chúng ta đâu có đem cái sự an lạc cho chúng sanh. Vì vậy cho nên cái tâm từ này ý muốn nói rằng đó quý vị, làm sao mà đây chúng tôi dùng là chúng sanh nha, nó vượt khỏi con người. Con người chỉ là thai sanh trong tứ loài thấp sanh, nõn sanh, quá sanh thôi. Có nghĩa là ngoài con người ra chúng ta còn thương tất cả các loài động vật đó, các loài thú cầm đó, các loài động vật,
luôn cả con kiến, con muỗi, con rùa chúng ta cũng phải thương nó như thương mình vậy đó. Vì vậy thì mới có lòng từ mà Đức Thầy đã dạy Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng dạy dỗ, không đã để chúng sanh sao vì đường tội lỗi mà chịu khổ não. Chà, cái câu này khó làm dữ nghe quý vị, phải không quý vị? Phật đối chúng sanh như mẹ với con, Đức Phật dạy Phật đối chúng sanh như mẫu ái tử. Như vậy thì ngoài con người ra, chúng ta đối với con trùng, con dế, con kiến mình thương nó như là mẹ con, tình cha con, tình máu mủ vậy đó. Chà, không phải là dễ nha, bởi đây là chúng ta đang bàn vấn đề là thành Phật mà. Thì đó là từ đó, phải không? Rồi bi là gì? Bi là chúng ta phải nói rõ là gần như là nhổ tận gốc cái nỗi khổ của muôn loài. Mà Đức Thầy dạy đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe làm điều độc ác để phải tội lỗi, chẳng vì thế mà ghét bỏ ta lại thương xót khôn cùng. Như vậy thì bi là chúng ta phải tha thứ, chúng ta phải mở rộng cái lòng mình ra để làm sao mà tiếp rước những cái người mà ta dạy dỗ chẳng nghe đâu gì. Cái người mà mình dạy dỗ nghe thì cái điều này thì đương nhiên là chúng ta hoan nghênh rồi, không bàn rồi, mà ngặt cái nỗi cái người mà dạy dỗ chẳng nghe đó. Như thầy dạy là dạy khuyên những kẻ tức là những kẻ ngỗ nghịch đó, những kẻ ngỗ ngang đó, dạy khuyên những kẻ ngỗ ngang đó, biết câu luận tự dịch đặt tứ ân. Đức Thầy ra đời là thầy ngoài cái việc chú trọng tìm kiếm người hiền, cái mục đích tiếp theo đó thầy dạy kẻ ngỗ ngang, bởi Đức Thầy chúng ta có sẵn từ bi hỷ xả. Như vậy thì tâm bi ở đây ý muốn nói, muốn nhắc nhở, Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta cái triết lý Phật giáo Hòa Hảo, cái chân lý, cái tiếng kệ mà thầy dạy mình đó, thì trong đó có yếu tố này. Cho nên chính vì vậy mình phải học tập theo. Hồi đó chưa tu, đứa nào mình dạy không nghe, con mình, em mình, cháu mình, chồng mình, vợ mình, xóm chồm quen thuộc mình, cái gì mình nói người ta không nghe thì mình giận người ta, mình ghét người ta, mình tức tối lắm. Nhưng giờ này thì khác. Vậy này tu rồi, Đức Thầy dạy rồi, để chúng ta tập làm Phật. Vì vậy cho nên mình dạy người ta không nghe thì mình phải thương người ta. Tội nghiệp người ta không nghe lời mình, không nghe lời Phật, thì đương nhiên cái tương lai người ta phải đọa lạc. Cho nên dạy không nghe thì dạy nữa. Dạy hoài. Mình nói một câu nôm na nghe quý vị, chúng ta tu chúng ta phải lì mới được á. Hãy cố lì mới được, chứ tu mà không lì không được. Phận tu hành tai gác mặt lì. Mà ai mà tu hành không chịu lì là không được đây, tôi nói thật à. Quý vị biết có trải qua chưa, tôi đã trải qua rồi, phải tai gác mặt lì. Còn phải chịu cay đắng của người sang sớt mới được. Còn hôm nay chúng ta tu hành mà mình chưa có chịu lì là chưa được, phải lì mới được. Lì chừng nào đạo hạnh càng cao. Cái người tu hành chúng ta cần phải dẹp bỏ tự tôn tự ti, hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng gắm cuộc đời cái bóng theo hình mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi trong thu đã cuối rồi. Nếu mà hôm nay chúng ta tu mình còn tự tôn tự ti, mình còn cho mình là cái người cao, cho mình là cái người lớn, cho mình là cái người thông hiểu, cho mình thế này thế khác, thì chúng ta càng ngày càng đi thấp. Thấy mình cao mà không ngờ mình thấp, phải không quý vị? Thấy cao mà thấp. À, còn mình mà mình lúc nào cũng lòn cuối cũng hạ mình, ta là thân phận làm tôi đó, thấy thấp mà cuối cùng là cao. À, giống như Lão Tử dạy là thối thi thối nhi, tức là thối thân như thân tiền đó, kỳ thân như thân tiên đó, tức là Lão Tử luôn lùi phía sau nhưng không ngờ Lão Tử đứng trước thiên hạ. Cái chân lý đó là vậy đó, nó gọn vậy đó. Có những cái nó ngược ngược vậy đâu vậy, phải không? Ở đây xin nói câu vui vui thôi. Giống như hồi đó tới bây giờ thì chúng ta thường thường mình là cái người ở dương, mình cúng, mình lo cho cái người âm, phải không? Nhưng giờ này người âm lo người dương là... Chị biết chuyện gì không? Người âm lo người dương. Cái người âm tính phải lo người dương tính nè. Thật kỳ nó lạ vậy, nó có những cái nó gục gục vậy, vậy. Phải không? Nó cũng nói vui thôi, đây nói vui để cho gì đỡ buồn ngủ. Tôi thấy có những gì cũng hơi gục gục rồi đó. Ha? Kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Như vậy thì trở lại ở đây Đức Thầy dạy tiếng kệ từ bi. Thì chúng ta phải hiểu được từ bi như chúng tôi trình bày, hay là Đức Thầy, theo là Đức Phật, theo kinh điển, để chúng ta có được một cái định hướng nha, có một cái tư tưởng như thế đó, để mình thông thoáng hơn trong con đường tu của mình. Mà nếu như đồng đạo nào mà có được cái tính mà từ bi như mình bàn nãy giờ thì cái gì gọi là vô ngại tự tại, không có ngăn trở, đi đâu cũng được mọi người vui vẻ tay bắt mặt mừng, không có còn trở ngại, không có còn ganh ghét hờn gì trên trời. Lúc này là gần như là chúng ta thông dong tự tại ha. À, nếu mà nói có một cách nào đó là theo tôi nghĩ nha, đây theo tôi nghĩ thôi, chứ làm chưa được á. Mà nếu ai thực hiện được như vậy giống như ông Phật tại thế hiền như bục vậy đó, thấy nó gọn vậy. Và đồng thời ngoài cái việc từ bi ra, chúng ta cần phải có luôn hỷ xả. Bốn đức tính cần phải có trong cái vô lượng tâm, thì đó là lời Đức Thầy hàm chứa những cái ý cao xin vậy. Rồi bên cạnh từ bi, Thầy còn dạy là quá diệu trầm. Theo Hán học từ điển, chữ diệu là khéo léo, đẹp đẽ, chữ diệu.
Chữ trầm là gì? Chữ trầm là nhẹ nhàng, lắng lặng, im dịu. Ngược lại chữ trầm là thăng. Cho nên đời những có những lúc thăng trầm chìm nổi, như thầy nói đó. Ở đời cũng có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thì ta xài, không thì ta nhịn. Căn gì phải bài mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài, của là của chúng thiên hạ. Đời ta còn nó còn, đời ta mắc nó mắc, mà Đức Thầy đã giải rất rõ đó. Trong ác tham lam á, nó còn vậy á. Như vậy thì chữ trầm đây là nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng, nam dương, nó làm con người chúng ta hết sức là dễ chịu. Còn chữ dịu là khéo léo. Như vậy thì trở lại qua câu đầu tiên này, tiếng kệ từ bi quá dịu trầm, ý Đức Thầy muốn giới thiệu cho chúng ta cũng như cho nhân loại đại đồng biết một điều rất là thực tế. Lời Đức Thầy luôn luôn mang một tính chất từ bi hỷ xả, và lời Đức Thầy sẽ tạo nên một cái khuôn mẫu con người. Nếu như con người học tập làm theo lời Đức Thầy thì sẽ tạo nên một khuôn mẫu con người hết sức là đẹp đẽ, hết sức là thiện diệu. Một con người phải nói rõ là nhẹ nhàng, thâm trầm. Thâm trầm là chỉ cho sự nhẹ nhàng. Còn giờ này tôi và quý vị còn nặng quá à, phải không? Bởi chúng ta còn nghiệp quá, chúng ta còn nặng. Mà quý vị ráng tu đi, tu một ngày nào đó mà Đức Thầy cho biết rằng siêu thăng nhã tách đường mây đó, thì đến ngày đó chúng ta nhẹ nhàng đến đổi nói vui vui nhau nghe, nghe ông bác Năm. Bác ráng tu đi, mai mốt chúng ta không còn đi xe nữa. Mà nó nhẹ đến đổi chúng ta đằng văn luôn đó. Văn du võ trụ thanh nhàn biết bao, nó nhẹ đến nỗi mà chừng ấy xe tiên thế giáp dài như Đức Thầy viết về cho ông 10. Ráng tu nha, bởi vì mình còn nặng. Cho thật chất ra giáo lý tự bi của Đức Thầy, nếu hành đà hành giả thực hiện theo y như vậy đó, nó đẹp dữ lắm quý vị ơi. Nó tạo ra một khuôn mẫu một con người tuyệt vời dữ lắm. Chữ diệu là tuyệt đẹp lắm. Mà tuyệt đẹp đến đổi mà theo tôi suy nghĩ rằng không có một cái cổ máy nào trên thế gian này mà tạo ra một cái khuôn mẫu đẹp vậy. Giờ này là quý vị biết khoa học phát triển đến mức độ hết sức là cao rồi. Công nghệ 4.0 sắp sửa tới công nghệ 5.0, nó cao như vậy đó. Gần như mà những đồng đạo cao tuổi mà hình dung lại đi, những thập niên trước đây và bây giờ như thế khác xa. Bây giờ là mọi thứ là gần như là máy móc, phương tiện, gần như nó cái gì cũng có hết. Tuy nhiên, dầu rằng công nghệ cao vậy, khoa học cao vậy, mà giờ mình coi coi mình kiếm ông bác, ông kỹ sư nào, ông nhà bác học nào đó, ông tạo một cái khuôn mẫu, tạo thành ông Phật có được không? Có nước là Phật cốt thì được, chứ Phật thiệt sao ông tạo được? Ông tạo thành một con người hiền lành thánh thiện được không? Không được. Dầu rằng ông sản xuất ra robot, sản xuất ra những máy móc đa phương tiện, tất cả mọi thứ để đưa con người đến chỗ thuận lợi hơn trong việc hoạt động hàng ngày, nhưng mà kêu ông tạo làm sao con người hiền như bụt vậy đó trở nên thánh thiện thì chắc theo tôi nghĩ ông tạo không được. Chỉ có ông Phật mới tạo được thôi. Chỉ có giáo lý Đức Thầy của mình, Ngài tạo ra một cái lò luyện để đưa vào đó rồi thì Ngài sẽ luyện cho chúng ta thành một sản phẩm giá trị tuyệt đẹp. Nói một cách khác, chỉ có tu theo lời Đức Thầy thì chúng ta mới trở thành một cái người tuyệt diệu, người tuyệt đẹp. Mà Đức Thầy dùng ở cái từ diệu ở chỗ này, tuyệt diệu, tuyệt đẹp, phải nói gọn. Cho nên khi mà chúng ta ngẫm ở chung quanh mình, trong cái giới tu hành, thì người nào mà tu đúng á, ở đây tôi nói tu đúng nha, không nói vậy không phải là những tiếng chúng ta tu chậm, không có, mà tại chúng ta làm không nổi á. Những người mà tu đúng theo chân lý đó, đúng theo giáo lý, giữ với luật tinh nghiêm đó, thì người này tốt đẹp dữ lắm. Đẹp từ cái hình thể bên ngoài, rồi luôn cả đẹp cái nét đẹp ở trong tâm hồn nó đẹp. Phải nói đẹp là không có bút mực nào tả xiết được. Thì những người đó đã hấp thụ được cái triết lý tinh hoa của nhà Phật nói chung, và triết lý tinh hoa tiếng kệ từ bi của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy mới giới thiệu câu đầu tiên này. Nói chung đó, chúng ta bàn vậy để mình rút bài học kinh nghiệm thôi. Như là tôi nói đầu, chứ thật ra cái câu đầu tiên Thầy mới giới thiệu là tiếng kệ từ bi quá dịu trầm. Đức Thầy giới thiệu rằng lời Đức Thầy luôn luôn mang tính chất từ bi, tức là hiền lành và thương xót, để cấu thành một con người tuyệt diệu, tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, thanh thản trong cuộc sống loài người chúng ta. Không có nặng nề nữa, không nặng nề nữa. Thì đó là tiếng kệ từ bi quá dịu trầm. Rồi bên cạnh từ bi, bên cạnh dịu trầm, Thầy còn dạy thêm tiếng kệ của Ngài có khả năng là diệt lòng tham vọng, diệt thinh năng. Như vậy thì lòng là cái tâm bên trong, chữ tham là ham muốn, chữ vọng là khởi lên. Như vậy thì chữ tham cũng chính vì cái ham muốn này mà Đức Thầy kết luận một câu đó: ngày giờ nào loài người dẹp được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ.
ai thử coi đồng đạo gẫm ra coi, nếu thực hiện được lời Đức Thầy, chúng ta bỏ được lòng tham muốn của mình, thì Đức Thầy đã khẳng định là Ngài giờ ấy dẹp được, tức là bớt được một phần lớn sự khổ đó. Cho nên trong cái khổ hiện tại, trong cái khổ mưu cầu bắt đắc, thì trong đó cái tham nó nhiều quá vậy. Tại chúng ta ham nhiều quá đúng không? Tham cái này, tham cái kia, tham cái nọ mà tham chẳng thành thì sao? Thì khổ. Cầu chẳng thành những việc thích tham, người ở đời cũng lòng tham muốn phú thọ phẩm hạnh tiền của, nào vợ đẹp hậu sinh là lụa không được thì bực tức ưu phiền cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải không hay là chăng? Vậy thì hôm nay chúng ta khổ là tại vì mình tham, đúng không? Mình tham mà, mình không tham đâu khổ. Giống như ông nhan họ ông đâu có tham cho nên ô khổ đâu, nghèo thầy nhan bầu nước đây cơm đi cơ hàng mà được danh thơm mừng phú quý ngộ ông bả lợi, ông sống làm sao cũng được hết á, cảnh nào sống cũng được hết trơn. Ông đâu có tham, đâu có ham cho nên không khổ. Như vậy thì cái khổ mà hiện giờ nó tu mang, nó đang đeo lắm tôi và quý vị, thì trong đó nó cũng do mình một phần, do mình tham, do mình tham. Chứ vọng là khởi lên là mong cầu. Nếu ghép là hai cái từ tham vọng đó, theo từ điển tiếng Việt giải nghĩa tham vọng nghĩa là chúng ta mong cầu những cái sự viễn vông, mong cầu những cái sự mà ngoài cái thực tế mà chúng ta có được. Tức là thực tế là mình không có giàu, thực tế chúng ta làm vài công ruộng à, ngành nghề cũng không ổn định đó. Thực tế chúng ta một tháng vậy là mình đó, nếu mà quân bình một năm vậy chúng ta chỉ thu lãi được có vài triệu thôi, vài chục triệu thôi. Mà nhiều khi là chúng ta tham vọng cao lắm, không ở giờ mức độ đó đâu. Chúng ta tham vọng muốn mình là cao sang, giàu có rồi đủ thứ hết, thì những cái đó là nó ngoài thực tế rồi, theo từ điển gọi là tham vọng. Như vậy thì nếu như đồng đạo nào còn tham vọng, đồng đạo nào có những cái suy nghĩ mà nó vượt thực tế, mà tức là vượt cái sự cho phép trong thực tế đó, thì chúng ta nên trở lại Đức Thầy, học là Đức Thầy, hiểu là Đức Thầy, thì tôi tin chắc rằng đó là một cái phương thuốc giúp cho chúng ta diệt trừ cái lòng tham vọng. Cho nên cái tham vọng này chúng tôi đưa ra thí dụ đi, ngoài cái việc tham vọng về vật chất, về danh lợi, đôi khi chúng ta tham vọng trong con đường đạo nữa đó nghe quý vị. Chứ không phải là không, tham vọng trong con đường đạo nữa nè. Nhiều khi mình tu thì không có bao nhiêu, mà nhiều khi mình muốn mình thành Phật không à, làm thì không có được nhiều, mà muốn mình là trúng lúa trúng mùa mà. Tu thì không chịu ngồi niệm Phật, không có chịu ăn chay, không có chịu cúng lại, mà buông ra đòi mình ngồi tòa sen không à. Giống ngày xưa Yên Chi vậy à, sau khi Bồ Đề Đạt Ma dạy cổ xong rồi cổ giết thầy, đầu độc thầy, bởi vì cổ có cái tham vọng là cổ phải được làm tổ. Vì thấy không, cái tham vọng này ngặt không? Nếu mà mình nói là về chân chắc là được, nhưng mà tại vì cái khả năng cổ không có làm được điều đó, tại vì tâm cổ còn tà, chưa được hoàn toàn, chưa thấu nhuần được chân lý của thầy, cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới truyền tổ cho, truyền ngôi tổ cho là nhị tổ quẹt hả, đâu có truyền cho cổ đâu, tức là tiền truyền lại cho thần quan. Vì vậy cho nên Yên Chi tức giận lắm, vì cái tham vọng muốn làm vị tổ, cho nên á, ai thử coi thầy mình mà mình dám thanh toán thầy mình, tôi dùng từ thanh toán nha, thanh toán thầy mình bằng độc dược, ông thầy không biết cho à, vị đệ tử mình muốn cho mình chết ha, thôi mình cũng chết luôn, chết gặp tôi dạo gì mình không chết ha, không phải, thôi bây giờ đệ tử mình nó muốn cho mình chết mình cũng chết. Cho nên lúc bây giờ ăn là Yên Chi đắc chí chứ gì, đắc chí lắm. Thì sau khi chôn cất thầy xong, vài ngày sau có người hướng Tây đi về, nghe nói là tổ chết, người nói ủa, tôi thấy tổ mới trên vai quải cái cây lao có một chiếc giày đi về hướng Tây mà chết đâu mà chết. À lúc bây giờ mới cãi lý nhau, Yên Chi tức quá, đã thầy mình chết mình chôn cất rõ ràng, ông này ông nói thầy mình còn sống. Quật mộ lên xem thì rõ ràng trong chiếc mộ, trong cái mộ chỉ có chiếc giày thôi. Vậy thì thầy chỉ giả chết thôi. Thấy không? Thì đó là ý tôi muốn nói gì để chúng ta làm sáng cái đề, cái chữ tham vọng là vậy đó. Chứ không phải ở đây chúng ta bàn một khía cạnh là tham vọng được giàu sang, được danh lợi thì không phải. Bên cạnh đó trong đường tu chúng ta cũng vậy đó. Tôi nói giả sử như giờ tôi nói đặt thí dụ gọn đi, cái khả năng trình độ hạnh tu chúng ta không cao, mà mình được đồng đạo cơ cấu vô ban trị sự, làm cái chức cũng không lớn lắm, chỉ sư viên thôi, nhưng mà mình lúc nào cũng có tham vọng làm trưởng ban hết, vậy là không được đó đâu. Tại vì mình chưa đủ tài, chưa đủ đức, chưa đủ kinh nghiệm. Mà nếu mà mình lỡ mình được làm trưởng ban thì đó là mình hại đạo, chứ mình có giúp ích cho đạo đâu.
Thấy không? Quý vị giống như chi hồi nãy vậy đó. Cho nên cái tham vọng này nó rộng lắm. Đây chúng tôi nói cái thực tế nhất để dòng đời chúng ta suy nghĩ. Cho nên mình cái quan trọng chúng ta cứ lo học, lo tu đi, có công đức đi. À, rồi tự nhiên cái gì nó tới, ta không cần phải là tham vọng. Mỗi khi mà chúng ta tham vọng như vậy đó quý vị biết không? Nó đào bào mòn cái trí tuệ của mình đó. Tại sao mình không niệm Phật? Tại sao mình không nhớ lời Đức Thầy, nhớ lời chân chánh? Mà tại sao mình cứ nhớ cái chuyện cái gọi là cái chuyện diễn vong đó, cái chuyện vui dơ đó, cái chuyện không có thiết thật đó, là gọi là tham vọng ha. Vậy là chữ đó mình hiểu ha, rất gọn vậy à. Mà coi chừng chúng ta có chừng tôi có, thì khi tôi không an phận của tôi mà tôi còn đòi mong muốn gì cao hơn nữa thì không được. Nhất là trên đường tu mình nghe quý vị đây cũng nói thêm vấn đề này, quý vị cứ lo tu hành chân chánh đi. Còn cái chuyện mà thành cái gì đó để mai mốt rồi nó thành à, chúng ta trồng cái cây gì thì ăn cây đó thôi à. À, nếu mà chúng ta trồng, giả sử như chúng ta trồng một cây mận mà chúng ta chăn hu bỏ phân tưới nước hàng ngày thì cây mận này trái nó nhiều, phải không? Còn nếu mình trồng cây mận không chịu tưới nước mà mình uống trái nhiều làm gì có, chỉ muốn thôi, đó là chỉ cái giả thôi, không có thiết thật. Cho nên cái lời Đức Thầy dạy là thiết thật. Do vậy lời Đức Thầy giúp cho chúng ta diệt lòng tham vọng thiết thực. Chẳng những vậy mà còn diệt thinh âm. Chữ thinh là thanh, chữ thinh âm được triết tự ra trong một cái khái niệm của đạo Phật gọi là thinh âm sắc tướng. Và khi mà chúng ta hiểu rõ một chút nữa, chữ thinh âm này được Đức Thầy rút ngắn ra trong tứ cú kệ kinh Kim Cang, từ ở cái đoạn mà Đức Phật đã dạy nhượng dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Vậy thì chữ thinh âm là Đức Thầy rút ra trong tứ cú kệ kinh Kim Cang, rút ra từ kinh xưa của Đức Phật đó, không phải đơn giản đâu. Vậy thì thinh âm ở đây ý muốn nói là âm thinh sắc tướng. Lời Đức Thầy phá âm thinh sắc tướng, lời Đức Thầy phá âm thinh sắc tướng gì vậy? Phải nói gọn. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là điên dẹp gác âm thinh sắc tướng. Rồi Đức Thầy dạy chúng ta là đồng dẹp gác âm thinh sắc tướng. Hai chỗ, hai chỗ vậy đó. Điên thì Đức Thầy đương dẹp gác chúng ta, thì chúng ta Đức Thầy vừa dẹp gác chúng ta cũng dạy chúng ta phải dẹp. Mà rõ ràng Đức Thầy không chấp nhận âm thinh sắc tướng. Đạo Phật giáo và hảo Đức Thầy không chấp nhận âm thinh sắc tướng. Chính vì thế gian bày ra âm thinh sắc tướng nhiều quá, cho nên nó sai lợt, nó lệch lạc cái chân lý Phật Đà. Vì lý do đó mà Đức Thầy ra đời mở đạo để Đức Thầy đưa chúng sanh trở về cái chân lý vô vi của Phật Đà. Tức là nói như vậy có nghĩa là hiện tại đạo Phật đã có rồi, nhưng mà đạo Phật ngày giờ này đa phần người ta chạy theo âm thinh sắc tướng. Nói một cách dễ hiểu là chạy theo thần tú. Đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại góp thâu chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa xá phương truyền lưu lắp đạo màu. Trong cái bài muốn rõ đạo màu thì đã dạy. Như vậy thì chính vì sự sai lạc này càng nhiều càng ngày càng nhiều, mà thầy hết sức đau lòng xót dạ khi thầy nói một câu thế này nè: thấy chúng sanh đắp Phật bán buôn mà tội lỗi ngàn muôn lao lý. Phải nói Đức Thầy đau lòng lắm khi nói câu này. Mà thật sự giờ này chúng ta thấy rõ là chúng sanh đang đắp Phật bán buôn rõ ràng mà. Quý vị mà đi một bước đi từ đây lên thành phố, đi ra tới Đà Nẵng, nhất là Đà Nẵng á, ra miền Trung, ta thấy trên con đường đi thấy người ta đắp Phật bán buôn nhiều dữ lắm. Nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể. Ở chỗ này cái tượng Phật 50 mét thì chỗ khác sẽ có tượng Phật 6-70 mét. Mình nói góc độ đó là họ ngầm để cạnh tranh trong cái sự tín ngưỡng. Mà nếu tín ngưỡng Phật giáo mà có sự cạnh tranh là không hợp lý. Không hợp lý. Thì thôi tôi nói vậy thôi, quý vị hiểu nhiều. Cho nên nói đến đây thì tôi nhớ đến cái việc của tổ, tức là một cái vị tổ Đơn Hà đó. Nhân một cái mùa Đại Hàn, ông tổ Đơn Hà ông đến cái chùa gọi là chùa Huệ Lâm. Thì lúc bây giờ lạnh lắm, Đại Hàn lạnh lắm, giờ mùa đông gió rét tiết lạnh. Cho nên lúc bây giờ người ta đốt lửa người ta hơi, người ta kiếm củi người ta hơi lửa. Còn riêng tổ Đơn Hà thì ông lên trên chánh điện, ông lấy ông Phật gỗ quỳ xuống ông đốt. Ông đốt hả? Vì vậy mới có câu là Đơn Hà thiêu mộc gỗ, diện chủ lạc tu mi. Nhất trường kỳ đặc sự thiên hạ thiểu năng tri. Có nghĩa là ông tổ Đơn Hà ông lấy ông Phật gỗ ông đốt, ông hơi lửa. Thì cái ông viện chủ, ông chủ chùa, ông thấy vậy ông sợ, nó rụng
lông mi trang trọng, viện chủ rụng là tu mi rụng lông mi trang trọng. Đây là một cái việc phải nói là đặc biệt nhất trong sự Phật giáo. Chúng sanh ít biết điều này lắm, thiên hạ thiểu nhân tri ít ai biết lắm. Thì lúc bấy giờ ông viện chủ cũng sợ, ông hỏi chàng ơi, tại sao tổ mày dám đốn Phật? Vậy là tổ quỷ bán Phật rồi. Thì tổ đang hà thấy vậy mới lấy cái cây mới khều khều đóng cho. Cái ông viện chủ hỏi tổ khều kiếm gì ạ? Ông nói ta kiếm xá lợi. Bởi thường thường Phật thì có xá lợi, ta kiếm xá lợi. Nhớ ngày xưa Đức Phật mà sau khi trà tỳ xong rồi xá lợi chia làm năm phần đó, là ta kiếm xá lợi. Thì lúc bây giờ viện chủ nói chàng ông Phật gỗ làm gì có xá lợi. Thì tổ nói tại sao Phật gỗ mà ông đâu có xá lợi, mà ông thờ cúng ông lại làm chi ạ? Ta không có xá lợi là Phật gỗ là Phật giả mà ông lại làm gì? Đây là ý đây nghe quý vị. Mà Đức Thầy chúng ta, ý Đức Thầy là chỗ này đó. Ở cái chỗ là làm vô vi chánh đạo mấy màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có là chỗ này đó. Nói như vậy không phải là chúng ta bài bác tượng Phật. Nhưng mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi, có tượng Phật để vậy cũng được. Nhưng mà có điều chúng ta không được tạo thêm nữa. Đúng không? Cái quan trọng trong đời tu chúng ta đừng nên chạy theo những cái âm thanh như vậy. Bởi vì trong tứ cú kệ Kinh Kim Cang có biết rằng âm thanh sắc tướng đó là tà rồi. Thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai như tôi nói hồi nãy rồi, chứ không phải là chánh. Cho nên cái quan trọng là chúng ta nên tìm một Phật ở chính mình nè quý vị. Đừng có chạy theo Phật tượng Phật cốt bên ngoài. Phật tượng Phật cốt bên ngoài để cho cái người ta chưa giác ngộ á, cái người ta ham Phật á, gặp Phật ta lại thì tốt. Tôi đó tôi chưa tu, tôi lo làm ăn cực khổ ngoài chợ không à. Hôm nay tôi đi chùa, tôi gặp Phật, tôi mừng, tôi lại Phật, tốt. Điều này tốt, tôi tán thán, rất là tán thán. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng lại Phật là phương tiện ban đầu, lại tượng Phật là phương tiện ban đầu. Nhưng mà phương tiện cố gắng chúng ta phải tìm một Phật ở chính bản thân mình. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Hoặc là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm thì rất rõ rồi, ở nhiều chỗ. Vì vậy cho nên thinh năm sắp tướng ở đây mình nói gọn là nó nhiều chuyện lắm, nó không hết đâu. Ngoài cái việc mà tượng cốt như chúng ta vừa bàn theo cái chân lý Đức Thầy, thì bên cạnh đó giờ chúng ta nói là mình đi, đồng đạo mình giờ này cũng bài nữa quý vị. Không thì thông cảm cho tôi nha, nếu ai có thì quý vị suy nghĩ giùm tôi. Ở đây tôi nói theo cái ý mà chúng ta tìm hiểu là Đức Thầy thôi, theo những nhận biết của mình thôi. Đôi khi chúng ta cũng bài biện âm thanh sắp tướng, nó nhiều cái việc bài biện lắm à, dù là nó không lớn lắm à, nó nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ. Mà nhiều nhất là xung quanh những cái việc quan hôn tăng tế. Thế dù giờ tôi nói nôm na một cái vấn đề dễ nhất thôi. Cũng lại, khi hồi đó tôi chưa biết đạo, tôi bước vào đạo đầu tiên tôi nhờ con tôi, hoặc là chồng tôi, hoặc vợ tôi dạy tôi bài cúng mà tôi không biết chữ. Khi thuộc xong bài cúng lúc dạy thì chúng ta ngâm nga đọc ra tiếng mà. Nào là cúi kính dân hương trước của quyền cầu trên thác tổ chức lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy Phật chứ dốc tu hiền tạo phước duyên. Lúc đầu thì chưa thuộc con mình đó, anh em mình dạy mình thuộc từ chữ đó. Thì khi chúng ta thuộc lòng rồi thì làm ơn làm phước đọc trong tâm đi. Đằng này thuộc lòng rồi chúng ta cũng nguyện vậy luôn à, hàng ngày à. Vậy là chúng ta là vướng âm thanh chất tướng rồi. Là niệm Phật cũng vậy, khi mà chúng ta chưa quen niệm Phật thì làm ơn chúng ta mới tập thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật là tôi tập cho nó quen. Nhưng khi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm nó quen rồi thì niệm Phật trong tâm chứ. Hà tất niệm Phật ra tiếng làm gì? Cái đó mới đúng theo cái chương truyền mà Thầy dạy, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Nhưng hiện nay thì cũng có một số đồng đạo chịu niệm trong tâm, cũng có một số đồng đạo không có chịu niệm trong tâm. Phải niệm ra tiếng, niệm ra tiếng nhiều người nghe. Mà chúng ta niệm Phật cho ai nghe? Niệm Phật cho Phật nghe, Phật chứng. Chứ không phải niệm Phật cho người thế gian nghe, người thế gian chứng cho mình đâu. Cái điều sai lầm lớn của mình là ở chỗ nhận định. Mình nhận định là mình niệm Phật để cho đằng xóm nghe, để cho ông A chị B người ta nghe. Rồi ta nghe ta chứng mình hả? Ta đâu chứng cho mình đâu. Mà mình quên một điều, chúng ta niệm Phật cho ông Phật ông nghe. Ông Phật ông nghe ông mới chứng à. Nếu chúng ta niệm Phật bằng cái khẩu là ông Phật không có nghe. Bởi vì đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta niệm Phật bằng khẩu, bằng âm thinh đó, thì chỉ con người có âm thinh, có tướng như ta là nghe thôi. Không quý vị. Còn nếu như mà chúng ta muốn cho Phật nghe, Phật là vô hình, thì chúng ta niệm Phật trong tâm. Tâm chúng ta có niệm Phật, Phật mới chứng, Phật mới nghe. Còn lúc đầu thì chúng ta cứ niệm ra tiếng là mình mới tập sự thôi.
Cái này chúng tôi nói hai cái mặt như vậy. Rồi bên cạnh đó ra rồi những cái cuộc cầu cúng cũng vậy. Thì thôi bây giờ chỗ đông người á, tạm mượn ông sứ ngôn viên ông đọc cái bài cúng thì tốt. Điều này cũng tốt là do nó có thống nhất với nhau. Nhưng mà duy nhất một người đọc thôi, tất cả chúng ta phải lắng lặng. Theo tôi nghĩ nhất là trong các cái buổi mà tang lễ đông năm ở đây chắc cũng có. Thì khi mà đưa đám tang, thầy dạy là khi đưa đám tang, có khi có sắp hàng hoặc đưa đám tang thì nguyện cái bài Tây Phương 37 chữ đó, Tây Phương tiếp dẫn đó. Thì theo tôi nghĩ đó, theo tôi nha, một vị đồng đạo một cầm phát la niệm ra tiếng thôi, tất cả đồng đạo chúng ta cầm hương mà đi hầu theo cái đi sau lưng quan tài đó, tức là sau lưng cái người tức là tang gia đó, thì chúng ta không nên niệm ra tiếng, mình niệm trong tâm á. Còn lần này không có, bây giờ hô mỗi lần đám tang thì dậy sớm dậy làng hết trơn, hết rồi. Ông có gì thông cảm cho tôi nói cái gì suy nghĩ, điều này nó có đó. Thì rõ ràng chúng ta bài biện âm thanh chánh tướng còn gì nữa đâu. Rồi bây giờ tế nhị hơn nữa đi. Ở đây có rất là nhiều đồng đạo cao tuổi, chúng tôi đem cái này bàn này, chúng tôi mong thỉnh ý quý vị nha. Có gì lát xuống bàn tròn chúng ta bàn tiếp. Cái bài Tây Phương tiếp dẫn đó, đa phần đồng đạo chúng ta giờ này dán ngay cái bằng dông, ở đâu cũng có hết. Rồi bây giờ người ta hỏi tôi đúng hay sai thì tôi trả lời sao đây. Mà ngày xưa là không có nha. Hồi đó không có. Khoảng thời gian từ khoảng 10 năm nay, 7-8 năm nay thôi, càng ngày càng nhiều. Bây giờ ta đem cái bài Tây Phương dán ngay bằng dông. Là ở đó vậy là phải đọc cái bài Tây Phương, ba biến Tây Phương đúng hay sai. Vậy suy nghĩ giùm tôi coi. Cái điều này là một vấn đề nan giải, chúng ta đang bài biện âm thanh chánh tướng rõ ràng đó. Hồi đó thì không có. Mà bây giờ lại có. Như vậy thì hầu tôi mới ngẫm lại ai bài ra vấn đề này. Thì xin thưa là trước tiên mà muốn nói ai bài ra là cái người bài ra đầu tiên là cái ông bán hàng. Cái tiệm bán đồ tang lễ đó họ bài ra. Ghi lại mua cái họ cho. Mà họ bài ra xong rồi chúng ta chấp nhận họ mới là bài nữa. Chứ nếu như mình không chấp nhận thì đâu có bài. Cho nên thì giờ cũng mong quý vị cũng suy nghĩ lại giùm tôi. Coi chúng ta có nên tạo thêm nữa hay không, hoặc là chúng ta không nên tạo. Cái bài Tây Phương tiếp dẫn mà chúng ta để ngay bằng dông đúng hay sai? Trong khi đó chúng ta đang nguyện về Phật, các vị Phật không đặt ngay cái bằng dông. Theo cái quan niệm cá nhân của tôi, theo cái hiểu của tôi đó, thì cái bài ở cái ngay cái bằng dông đó đồng đạo, khi mà chúng ta đến để chúng ta nguyện cúng đó, thì chúng ta tưởng tượng cái sự dông, cái sự tồn, tưởng tượng cái người chết đó ngồi tại đó để chúng ta tâm sự. Thì có thể là mình bộc bạch tâm sự cái người đó lớn hơn mình, thì kêu ông bà cô bác chú năm thím ba bác bảy gì đó. Thì bây giờ hôm nay nè, tức là cô chú thím đã đi rồi, nhưng mà phải cố gắng ghi nhớ, dù rằng cái phần linh hồn cũng phải làm lành lánh giữ niệm Phật, để nhờ cái Phật lực của Đức Phật tiếp rước cảnh giới an lạc. Thì chúng ta cứ tâm sự bình thường như người sống vậy đó, mà đúng cái nghĩa của bằng dông. Còn nếu chúng ta bài biện cái gì thêm nữa thì mình suy nghĩ lại. Thì đó, chúng tôi chỉ nói gọn vậy thôi, nó không hết. Nếu nói về âm thanh sắc tướng chúng ta bàn cả ngày chưa hết, chỉ một cái từ này thôi, tên năm thôi. Vậy thì trở lại lời Đức Thầy, ngoài cái việc quá từ bi, quá diệu trầm, còn có cái công năng là diệt trừ tham vọng, diệt thính năm. Bởi vì Đức Thầy đã biết được là trần gian sai đắm theo màu sắc. Tiếp nữa đi. Bởi vì tại sao mà diệt tham vọng, diệt thính năm? Bởi Đức Thầy biết được trần gian là con người sống trong cõi trần này nè. Trần gian dương trần, trần thế thế trần, cõi đời ta bà nam thiện bội châu gì đó. Thì tất cả những từ ngữ này chỉ chung cho cái quả địa cầu khoảng trên 500 triệu km vuông. Cái quả địa cầu gồm 235 quốc gia, 5 châu 4 biển, và có gần 8 tỷ người đang ngự trị trên quả địa cầu này, và vô lượng các chúng sanh khác. Thì đó gọi là trần gian. Tức là một từ ngữ chỉ chung. Còn nếu chúng ta triết tự ra chữ trần, tức là cái khoảng không gian, cái bụi là bụi nhỏ đó, những hạt bụi, thì chuyện đó thì chi tiết thì tôi không chi tiết vậy. Ở đây chúng tôi chỉ nói gọn trần gian chỉ cõi đời này. Bởi vì trần gian con người sống ở cõi đời này nè, sống ở cõi gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ nè, sống ở cõi gọi là nam thiện bội châu, cõi này còn gọi là cái cõi là phải nói là hết sức là đau khổ, gọi là cõi diêm phù đề đó. Mà Đức Thầy cho biết rằng là ráng tu, tức là diêm phù chân chúa chọn người tu, hay hoặc là nhiều chỗ khác Thầy nói gì, nhắc về từ diêm phù đề. Ráng tu tức là tu cho qua cửa diêm phù đó, khỏi xa địa ngục cao du thiên đài. Thì ở đây là coi chúng ta ở đây là trần gian, là diêm phù đề, thì gọi là nam thiện bội châu, gọi là ta bà,
vân vân. Nó nhiều từ ngữ như vậy, nhưng mình nói gọn là bởi vì chúng ta hiểu rồi, trần gian. Bởi vì trần đa gian này đa phần là sai đắm theo màu sắc, tức là sắc màu, tức là tướng. Màu sắc là tướng, chạy theo tướng phải không quý vị? Màu sắc ở đây với thinh âm hồi nãy không khác. Màu sắc là thuật ngữ đời thường, thinh âm là thuật ngữ Phật giáo. Cho thật chất ra về cái nghĩa của nó thì màu sắc thì nó chi tiết một chút. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen, rồi phân biệt màu này đẹp, màu kia xấu, cái này tốt, kia xấu, vân vân. Cho thật chất ra màu sắc nó cũng rơi vào chỗ thinh âm sắc tướng đó. Mà Đức Thầy cho biết rằng đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương, là cõi trần đừng đắm ngựa xe đó. Đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương rất rõ ràng. Như vậy thì trần gian sai đắm theo màu sắc, Đức Thầy đã biết được cái trình độ, cái căn cơ của tất cả chúng ta ở đây. Đa phần chạy theo màu sắc, sai đắm theo màu sắc. Thầy dùng cái từ sai đắm đó, mà chúng ta nên nhớ nè, đắm sai một phút gọi lành xa, phải không? Chỉ cần một phút một giây là nó xa rồi. Mà bây giờ ai cũng sai đắm theo màu sắc này hết thì thua rồi. Cho nên hôm nay chúng ta tu thì quý vị nên bớt cái này, bớt cái này, bớt cái vấn đề mà chạy theo những cái sắc màu, những cái vật dục tiểu ti eo hẹp, những cái giả tạm ở cõi trần này. Thì nói vậy đồng đạo chúng ta hiểu rồi, chứ giờ mình mà phân phui ra chi tiết màu sắc là cái này cái kia cái nọ, áo màu hồng, áo màu đỏ, đầm riết kem phấn gì đó thôi, xe cộ gì kia nọ, thì thôi tôi không bàn đề này. Quý vị hiểu rồi, thì đây chúng ta chỉ nói gọn là trần đa gian thì đắm theo màu sắc. Bởi vì chúng ta chạy theo màu sắc này nè, cho nên Đức Thầy mới ra đời mở đạo đó. Do đó hôm nay người tu đạo Phật giáo hòa hảo, khi học đọc lời Đức Thầy thì chúng ta không có còn sai đắm theo màu sắc nữa. Nếu mình còn mà sai đắm theo màu sắc là mình không phải là một tín đồ trung kiên của Thầy Tổ. Lúc đó chúng ta cũng có tu đó, nhưng mà tu không hành, không hành, phải nói gọn vậy. Kính thưa đồng đạo, còn nếu như cái người thật sự hành đạo thì người này không bao giờ để cho sắc màu nó dắt đi đâu. Người ta hiểu những cái sắc màu, những cái giả tạm, bởi vì trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đâu chưa. Như vậy thì những cái gì mà chúng ta thấy được lên cái màu sắc, cái hình tướng, thì một ngày nào đó nó sẽ hoại thôi. Luôn cả cái sắc thân của mình, thì một lát chúng ta sẽ bàn tiếp. Trần gian sẽ đắm theo màu sắc. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy thêm tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Chứ tức là ngoài cái việc sắc màu bên ngoài, còn bên trong là dục tâm, lòng ham muốn. Vậy thì tịnh độ là phương pháp niệm Phật. Đây là một cái phương pháp phải nói rõ là có một công năng tuyệt vời nhất để đưa tất cả chúng ta được về cõi Phật. Thì có một cái nguồn gốc lịch sử rất là xa xưa mà chúng tôi cũng đã có trình bày rất là nhiều về tịnh độ. Tịnh độ còn nói cho gọn là pháp môn tịnh độ, tức là phương pháp niệm Phật, tức là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để từ bi oai lực niệm sâu, hầu có độ con thoát chốn u sầu trần ai. Thì đồng đạo chúng ta ngày giờ này đã và đang hành trì môn tịnh độ, nhưng mà đa phần là chúng ta bị nhầm. Nếu nói theo Tịnh Độ Tông, nếu nói theo Di Đà, theo 48 lời thệ nguyện, thì pháp môn tịnh độ khi chúng ta kiên trì niệm Phật, được Đức Phật và Thánh chúng trước chúng ta gì? Cảnh giới an lạc. Nhưng hôm nay Đức Thầy ra đời mở đạo thì Đức Thầy dạy có khác hơn. Đức Thầy không phủ nhận những cái cũ, nhưng Đức Thầy muốn mở rộng cái quá trình tu hành cho chúng ta chuyên trì niệm Phật. Như vậy thì hôm nay đồng đạo chúng ta niệm Phật, ngoài được Đức Phật rước trong cái ngày chúng ta bỏ xác, thì bên cạnh đó hiện tại pháp môn tịnh độ, Đức Thầy cho biết nó giống như một phương tiện, giống như một cái thuyền bè để giúp cho chúng ta lắng động tư duy, lắng động tâm phàm chúng ta. Cho nên Đức Thầy cho biết rằng tịnh độ giác thuyền, cái chữ giác là sáng suốt, là giác ngộ. Chữ thuyền là phương tiện, chữ thuyền là thuyền bè, hiểu gì? Giống như Thầy dạy là thuyền Bát Nhã ta cầm la tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Vì vậy cho nên Đức Phật ngày xưa cũng như các vị tổ và Đức Thầy của mình thường ví cái phương pháp tu hành của các ngài giống như thuyền bè vậy đó. Chúng ta đang kẹt ở bờ mê, mà hôm nay chúng ta muốn qua bến giác thì phải nhảy xuống thuyền, gọi là giác thuyền. Vậy thì giác thuyền là con thuyền tỉnh giác, mà con thuyền này gọi là thuyền không đáy à. Nếu chúng ta hiểu về chuyển tích, nhất là ở Tây Du đó, thì đây là con thuyền Bát Nhã, thuyền này gọi là thuyền không đáy à. Mà chúng ta nhớ lại trong quyển nhất Thầy cũng dạy là văn thù Bồ Tát từ bi cho thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa nước sóng bườm loan, rước người tu niệm xây sang quỷ tịnh. Mà ta là ai mà ta dạy chẳng dình thì sao? Đừng trách mất tình yêu thương. Nếu mà dạy không dình thì sau này xuống sượt cái thuyền này không được, xuống nó lọt dưới luôn à, lọt dưới đáy luôn.
mà lọt trong đáy rồi thì vị biết rằng lúc bây giờ nguy rồi, có nhiều con thú dữ nó đang hả họng nó chờ chúng ta, trực hờ chúng ta nếu chúng ta không ở lực trên thuyền. Cho nên tôi mới nhớ lại trong Tây Du mới nói về con thuyền Bát Nhã đó, con thuyền mà chở thầy trò Đường Viền Trang mà đi ngang cái sông đó, cái gì sông Đại Hà đó, thì trong Tây Du mới có kể là con thuyền Bát Nhã chẳng hề dìm, nhẹ tợ như bông nặng tợ kim, biết đạo trăm muôn ngồi cũng đủ, mà vô duyên một đứa cũng là chìm. Như vậy thì giờ này nếu chúng ta biết đạo, chúng ta tu hành ta là Đức Thầy, thì chúng ta xuống con thuyền này là bình thường, không chìm, thấy nhỏ ngồi hoài được hoài. Nhưng mà chúng ta không biết đạo, chúng ta làm sai, chúng ta bài biện âm thanh sắc tướng sai với căn chỉ là Đức Thầy dạy, xuống đây là chìm. Như vậy thì trở lại giác thuyền mà thầy viết ở đây, thì theo tôi nghĩ là con thuyền giác. Nam Mô A Di Đà Phật là con thuyền giác. Nam Mô A Di Đà Phật nó giống như con thuyền vậy đó. Nếu đồng đạo chúng ta có niệm Phật thì đương nhiên chúng ta sẽ giác thuyền chuyên chở lúc căn quan. Khi chúng ta có niệm Phật thì giống như được một con thuyền đang bảo bọc, đang che chở để đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác, gọi là thuyền giác, gọi là tịnh độ giác thuyền. Ha, tịnh độ giác thuyền. Nói cho dễ hiểu, hôm nay chúng ta có niệm Phật giống như đồng đạo chúng ta bước xuống con thuyền đại đạo rồi đó. Mà thầy dạy là ma ha thòn nhỏ dọn rồi đa, bước xuống đi qua bến giác mà sao hỡi chần chờ ta đéo mãi, dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Xem giảng không mà cứ ngâm nga vậy đó chứ không có chịu hành. Xem giảng không mà đọc giảng thì ngon lắm, mà cuối cùng niệm Phật không chịu niệm. Ở đây xin lỗi mấy cô đọc giảng không cảo, mà tôi nói với cô, tôi nói chung tôi cũng đọc giảng nè, phải không? Như vậy thì chính vì cái đó mà chúng ta kẹt quẹ bên đây. Bởi vì ma ha thòn nhỏ dọn rồi đa đó, ma ha thòn nhỏ đã dọn rồi, rồi chèo lái trương bườm chứ hả trôi, mà thầy đã dạy. Cho nên nói đến giác thiền thì tôi mới nhớ lại ngày xưa có một chuyện trong Đức Phật. Có một cái tảng đá nọ là vuông vức như vậy, là khoảng chúng ta nói bằng thước đi, khoảng 3 thước. 3 thước là thước Tàu, thước Tần Thủy Hoàng. Nếu mà chúng ta nói về thước Tây mình là khoảng 3 mét vuông, khoảng 1 mét vuông, 3 thước khoảng 1 mét vuông. Tảng đá nó nặng vậy đó. Thì Đức Phật hỏi này các ngươi, ta muốn đem cái tảng đá này qua bờ bên kia đó, cái tảng đá này sẽ qua bờ bên kia, nó không ướt nước mà an toàn bờ bên kia, có được không? Thì các vị đệ tử Đức Bạch Thế Tôn, cái tảng đá nó nặng 3 thước vuông, nó nặng lắm, vậy nặng rất nặng à, nói chung là có mấy tấn, chúng ta nói về kg, thì làm sao mà di chuyển qua bờ bên kia mà không ướt nước được, an toàn được? Cho nên là không được là Bạch Thế Tôn. Thì Đức Phật nói được, ta đem con thuyền lại, ta lăn cái tảng đá đó xuống qua bờ bên kia, ta lăn cái tảng đá nó lên được không? Thì tất cả đồng thanh dạ được, nếu có con thuyền thì được. Thì Đức Phật nói thêm á, này các ngươi, nghiệp lực của các ngươi nó nặng như tảng đá này vậy đó. Hôm nay ta ra đời dạy đạo truyền pháp cho các ngươi, đó là con thuyền. Chỉ cần các ngươi chịu lăn xuống con thuyền này nè, qua bờ bên kia lăn lên là an toàn về nơi giải thoát quý vị ạ. Thì hôm nay tôi dạo gì cũng nặng giống hình tảng đá nãy giờ mình bàn đó, nặng hơn nữa. Tảng đá Đức Phật nó 3 thước, tảng đá mình chắc 10 thước vuông có nặng vậy đó. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta quân tập cái ác không ạ. Vì vậy cho nên hôm nay muốn được giải thoát qua bờ giác ngộ, chúng ta phải chấp nhận lăn vào con thuyền đã đảo Đức Thầy. Con thuyền đó có thiền tịnh sống tu, mà chỗ này là ngay ở chỗ tịnh độ. Đồng đạo có niệm Phật là đồng đạo bước xuống thuyền đó. Dầu đồng đạo nghiệp có nặng đến đâu, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là niệm chữ Di Đà tăng chứa nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng, đúng không? Vậy tôi nói quá đúng chỗ này đâu, rõ ràng phải không? Như vậy thì hôm nay chúng ta niệm Phật thì mình sẽ giống như bước xuống con thuyền, mà thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ giấc người hữu đức mà thầy dạy. Con thuyền từ bi, Đức Thầy có thuyền từ bi mình bàn nãy đó gì, bàn ở chỗ tiếng kệ từ bi đó. Thì chúng ta bước xuống con thuyền, dầu chúng ta có nặng đến đâu nhưng mà con thuyền nó chở chúng ta một cách phải nói nhẹ nhàng thanh thản qua bờ bên kia, bước lên là lúc bây giờ chúng ta giải thoát qua bờ giác ngộ, rất rõ ràng vậy. Cho nên Đức Thầy mới dùng cái từ là giác thuyền. Cái công năng tịnh độ là vậy. Rồi ngoài cái việc đó ra, thầy còn dạy cái công năng đặc biệt của pháp môn tịnh độ vào thời kỳ này, thầy dạy là trị dục tâm, lòng ham muốn. Dục tâm là lòng ham muốn. Dục tâm nó cũng giống như là tham vọng hồi nãy vậy đó. Như vậy thì giờ này mỗi đồng đạo xem ra coi mình còn dục tâm không. Tôi nghĩ rằng trong hội trường này chắc khó ai mà dám nói là tôi không còn dục tâm không ơi, không còn, không có đâu. Ít hoặc nhiều mà tôi cũng còn đó nè. Dục tâm là lòng ham muốn, mà lòng ham muốn nghĩ tưởng này phải nói rõ là nó nhiều dữ lắm quý vị ơi.
Lòng ham muốn nghĩ tưởng này được Đức Thầy cho biết nó là tà niệm. Rồi mình đọc lại một đoạn hành trạng tà niệm, mình thấy mình dính liền à. Còn cũng tưởng nè, mắt cũng tưởng nè, có cũng tưởng nè, không cũng tưởng nè, thành cũng tưởng nè, bại cũng tưởng nè, thương cũng tưởng nè, ghét cũng tưởng nè, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó nè, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Đọc đoạn này là dính hết trơn, dính hết. Đồng đạo phải công nhận với tôi là chúng ta chưa có vượt khỏi cái đoạn này, mình vẫn còn tưởng nhớ, mình vẫn còn dục tâm. Và hơn thế nữa, dục tâm này nè, ngoài ở chỗ này ra được Đức Thầy tế nhị đặt cho một cái tên dễ nhớ nữa, đó là gì? Vọng niệm chúng sanh. Vọng niệm chúng sanh là dục tâm. Vậy thì hôm nay cũng chính vì cái dục tâm này nè, nó làm cho chúng ta tối. Vốn dĩ cái tâm chúng ta giống như là trăng rằm vậy đó, giống như một cái miếng gương kiến phẳng lặng trong sạch vậy đó, mà mỗi lần lòng chúng ta nghĩ tưởng giống như mình thảy vào gương kiến một hạt bụi, giống như ánh trăng rằm đó, mây đen nó cứ kéo hoài, kéo riết nó tối hù luôn rồi. Bây giờ như vậy thì sở dĩ mà tâm chúng ta không được sáng, sở dĩ chúng ta bị u tối, sở dĩ chúng ta không có trí tuệ là do đâu? Do ta không nhận định được cái đâu là tà, đâu là chánh. Do ta không niệm Phật, do ta không thiền định, cho nên dục tâm ngày càng nhiều, tự càng ngày chúng ta bôi lọ làm cho xấu đi cái hình ảnh đẹp, cái Phật tính của chúng ta, chứ đâu ai khác, đâu đồng đạo. Như vậy thì hôm nay khi cái đời mở đạo, Đức Thầy mới nhắc nhở dạy chúng ta. Và đặc biệt đoạn này, cái dụng tâm này Đức Thầy đặt cho một cái tên là vọng niệm chúng sanh. Do đó thì nói đến đây, khi hiểu được từ dụng tâm rồi thì đồng đạo chúng ta mới nhớ, à thì ra có phương pháp rồi, có thuốc trị dụng tâm rồi. Thuốc gì? Đó là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật có công năng trị được dụng tâm, trị được cái tưởng nhớ hồi nãy trong tà niệm đó đồng đạo à. Nếu hôm nay chúng ta có niệm Phật là mình có chánh niệm đó đồng đạo. Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ trên cùng dưới, dầu thầy hay tớ cũng tưởng điều trung chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu luật tự. Chúng ta niệm Phật chẳng những có được chánh niệm, mà niệm Phật chúng ta còn được chánh tư duy, như cái đoạn giảng vừa rồi mà tôi đọc trong Nguyễn Giác Mê Tâm Kệ mà thầy đã giảng. Nó không hết. Bởi vì khi hiểu được ở đây nè, đồng đạo chúng ta mới tin chuyên niệm Phật nghe. Niệm Phật quá lợi lạc rồi. Cho nên Đức Thầy mới dạy, còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mãn. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật thì được tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bắt loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Thì rõ ràng lúc bây giờ chúng ta đoạn trừ dục tâm rồi. Lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, thì lúc bây giờ dục tâm đâu còn chỗ dung thân nữa. Lúc bây giờ tâm chúng ta là Phật rồi. Như vậy thì tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Thì đồng đạo chúng ta phải hiểu giùm tôi, pháp môn tịnh độ hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là một con thiền đại đạo, là con thiền từ bi bát nhã, đúng với câu mà thầy dạy là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, cũng trong quyển Phiến Thiện này, là con thiền đại đạo, là con thiền bát nhã. Khi chúng ta bước xuống đây sẽ an toàn về bên kia giải thoát. Và đồng thời bên cạnh ấy, ngoài cái việc là con thiền giác ra, thì cái công năng đặc biệt của pháp môn tịnh độ là trị được cái tâm bệnh của chúng ta, trị được vọng niệm chúng sanh, trị được dục tâm, trị được những cái phiền não toan tính, những cái tư tưởng thầm thì không tốt đẹp chúng ta, những cái góc khuất của tâm hồn. Mà nếu hôm nay chúng ta chuyên trì niệm Phật ít, thì mình đốt trong lòng mình một ngọn đèn dầu. Chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta đốt trong lòng mình một cái ngọn đèn mang sông. Mà chúng ta niệm Phật ở nhất tâm bất loạn, thì mình đốt trong lòng mình một cái dần trăng nhật nguyệt, lòng chúng ta sẽ sáng. Đúng với câu là lòng trong thánh kệ tình bê lội, dạ sạch Phật kinh ý liền bay. Thì lúc bây giờ không còn dung tinh, và vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lúc bây giờ chúng ta tâm mình được sáng rồi, chứ còn gì nữa đâu quý vị. Đó là công năng đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên trong quá trình niệm Phật thì hành giả đôi khi cũng gặp chướng duyên, như tôi nói hồi đầu nãy. Nhiều khi gặp chướng duyên rồi làm cho chúng ta giải đãi, yếu ớt, thiếu đức tin nơi Đức Phật A Di Đà, nơi Đức Thầy của mình. Vì vậy Đức Thầy mới dạy thêm là phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Nếu muốn niệm Phật đạt ở kết quả để xuống con thiền giác ngộ, hoặc giả là niệm Phật để được chúng ta trừ dứt được dục tâm, thì yếu tố tiếp theo đồng đạo cần phải biết cho tôi là phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Như vậy thì nghiệp duyên là gì?
Nghiệp duyên còn gọi là nhân duyên, tức là cái nghiệp chứ duyên, chứ cái nghiệp là do chúng ta tạo tác, cái duyên là duyên do. Nghiệp duyên tức là do cái sự tạo tác của thân khẩu ý trong cuộc đời của chúng ta, ở kiếp này và ở nhiều kiếp khác, mà nó cấu tạo nên, tức là nó tạo thành nên cái thân của chúng ta đang ở trong cõi đời này. Vì vậy cho nên người tu cần phải hiểu rõ, phải rõ chứ rõ là phải biết cho rành rẽ nghiệp duyên trần cấu tạo. Chúng ta phải hiểu được mọi cái sự sinh hoạt hàng ngày, những cái thuận nghịch, những cái thuận nghịch đến với mình hàng ngày thì hoàn toàn đó là do nghiệp duyên, do nghiệp duyên mà ra. Như vậy thì nếu như cái nghiệp duyên này nó tốt, nó thuận thì chúng ta mừng, mà cái nghiệp duyên này nó bất lành, nó đau đớn, chúng ta cũng đừng nên buồn. Mà mình phải hiểu được hôm nay mình được cái thân người này thì hoàn toàn cho định nghiệp. Nói một cách dễ hiểu, câu giảng này ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta, mình phải hiểu rõ về luật nhân quả. Đâu phải đang không mà tôi dạo dị được cái thân người này đâu. Sở dĩ cái thân này chữ cấu tạo là gì? Là do nhiều cái vật chất, do nhiều cái vật chất cấu thành một cái, một sự việc, một sự kiện, một hình thức. Như vậy thì cái sự vật, cái tấm thân chúng ta, cái sự kiện con người chúng ta có được thì hoàn toàn do cái nghiệp duyên, do nhân duyên ở nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta chắc mót để thành cái thân này. Vì vậy cho nên hiện nay gần 8 tỷ người ở trên thế gian này không ai giống ai. Về hình thức, về cái quá trình sinh hoạt, về những cái đưa đẩy đến. Tại sao? Bởi vì nghiệp duyên của ai, của ai nó hưởng, không ai đồng nhau. Cái nghiệp duyên không ai giống ai cả. Phải nói gọn, đây là cái điều đặc biệt, không phải. Chứ không phải một cái duyên của tôi giống chị giống tôi, không có. Nó cũng phải có những cái nó so le với nhau, những cái nó chần chịch với nhau, hoàn toàn nó khác nhau, nó gọn vậy. Cho nên thế gian này không ai, cái nghiệp duyên không ai giống ai. Cho nên đây là cái tính chất luật nhân quả Đức Thầy muốn lồng ghép vào đây. Vì vậy cho nên cao đồ của Thầy, đồng đạo chúng ta, quý vị biết, ngày xưa là cô Hay Gương Cần Thơ, quý vị biết. Cô này tu hành rất là tinh chuyên. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên nó đến bắt lành, cô bệnh quá. Chính vì vậy cho nên cái lúc bây giờ khi mà cô bệnh nhiều quá thì cái tư tưởng của cô nó bị lung lay, gần như đức tin nó thiếu. Mai thai Đức Thầy biết, Thầy mới viết cho cô là: Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dễ giàu, nhưng nổi tiền khiên vai lắm nợ, đời này trả giúp mới mong cầu. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái điều này để làm chi. Thí dụ như bây giờ đồng đạo chúng ta đang niệm Phật ngon lành vậy đó, rồi tóc ngang ta bệnh đi, chẳng những bệnh mà tai nạn nó dồn dập đến với mình. Mà nếu mình không hiểu rõ được cái nghiệp duyên trần có tạo đó thì chúng ta sẽ yếu ớt, sẽ giải đại. Nếu có người mà không hiểu sẽ bỏ tu luôn vậy. Cho nên trong con đường tu chúng ta, nếu mà gặp đau khổ chừng nào, bệnh hoạn nhiều chừng nào thì chúng ta hiểu hơn ai hết. Mình hiểu là như vậy là kiếp trước mình kém phước, cái nghiệp mình kiếp trước nó còn nhiều quá, làm nhiều cái điều độc ác quá, cho nên kiếp này mình mới gặp khổ như vậy. Thì khi mà hiểu được điều đó thì chúng ta phải cố gắng tu hành hơn nữa, không được giải đãi, không được yếu ớt, mình phải tu hành hơn nữa. Thì khi mà chúng ta tu nhiều, niệm Phật nhiều thì một ngày nào đó cái nghiệp duyên nó hết rồi, lúc bây giờ quả dữ trả rồi thì nhân thiện đến. Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi. Vì khi mà cái quả dữ mà chúng ta trả xong rồi thì lúc bây giờ điều thiện, cái qua trái trong sự tu hành của chúng ta mới được thọ hưởng như chúng tôi nói hồi nãy. Kính thưa đồng đạo, nếu như trong đời tu của tôi và quý vị mà không hiểu được điều này thì coi chừng trong đường tu chúng ta nó bị khủng hoảng quý vị. Tôi nói một điều đơn giản thôi. Chúng ta làm lành tu hành nghiêm chỉnh vậy đó, cái bỗng nhiên một đêm nọ sáng ngày thức dậy thấy ăn trộm nó cậy cửa lấy chiếc xe anh pha chúng ta, lấy chiếc xe gắn máy của mình. Thì nếu như mình mà hiểu được cái nghiệp duyên trần có tạo đó thì lúc bây giờ chúng ta không buồn, mình báo công an, mình làm hết mọi việc theo pháp lý, nhưng lòng mình cũng không có đến nỗi buồn giận nữa. Chắc kiếp trước cái mình thiếu nợ người ta đây, cũng giật dọc người ta nên kiếp này tông giật lợi ha. Về pháp lý là pháp lý, nhưng mà tâm của mình mình không có nên buồn bực. Còn nếu không thì chúng ta buồn bực tức bức rứt tức tối thì chúng ta tự mình giết mình, tức là quả bắt lành chưa trả dây thêm. Chúng ta gây quả nợ cũ chưa trả xong mà chúng ta lại gây thêm quả mới. Thì đó là chúng tôi chỉ đơn cử một hai vấn đề thôi, để chúng ta hiểu rằng mọi sự trên đời này, dầu rằng vật nhỏ vật lớn vậy, dầu rằng việc lành việc dữ gì, lớn hay nhỏ hay cũng vậy, đều do cái nhân duyên nó cấu thành, đều do nhân duyên cấu thành. Cho nên hôm nay dầu muốn hay dầu không thì cái nghiệp duyên cấu tạo nên cái thân người của tôi và quý vị là một cái điều tốt rồi đấy. Và tốt hơn nữa là khi mà chúng ta gặp được là Đức Thầy, gặp được giáo lý Đức Thầy lòng điều hết sức là tuyệt vời. Cho nên chúng ta sẽ có một cái cơ hội để trả nợ.
có một cơ hội hành trì để chúng ta trả hết những cái món nợ tiền khiên mà Đức Thầy đã dạy là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàn phối trí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thăng, chẳng chặt già bỏ lăng Phật thánh. Vậy thì người tu mới gặp nhồi quả nghe, cái người đời ta không gặp nhồi quả đâu. Cho nên đôi khi mình lại thắc mắc tại sao người đời ta không có bệnh hoạn, không đau ốm, không có tai nạn, mà mình người tu có hết nạn này tới nạn khác hoài vậy. Thì xin thưa, người ta người đời người ta đâu có gặp tai nạn nhiều. Người ta trả từ từ, kiếp này trả mớ, kiếp sau trả mớ, trả hoài 50 kiếp, 70 kiếp, 100 kiếp cũng xong. Nhưng ngặt nổi đời tu của tôi và quý vị đó thì chỉ có một kiếp này. Cho nên ôi thôi, nợ cũ nợ mới nó dồn một cái một, dập mình một cái một, gọi là ông nhồi quả. Mà mình không hiểu được cái vấn đề này, mình nói vậy là tu, vậy là tu bị nghiệp thôi, tôi nghĩ tu. Thì chúng ta mắc cả chì lẫn chặt. Như vậy quý vị nên nhớ, ngày xưa nó Trí Huyền Ngộ Đạt là cái người thông tệ kinh điển, thuyết pháp trôi chảy cũng như là chẻ tre, cũng như nước suối đó. Nhưng mà cuối cùng ông còn bị một cái mục kẻ tên là Nhan Diện, Nhân Diện Sang, một cái mục kẻ phải nói là do cái nghiệp mà ông gây ở 10 kiếp trước. Nhưng mà may mắn được gặp vị tôn giả A Nà Ca là người chứng đạo, cho nên ông mới giải cái duyên nghiệp này. Vì vậy cho nên nhờ vậy mà Trí Huyền Ngộ Đạt ngài mới đắc thành chánh quả. Còn hôm nay Đức Thầy chúng ta đóng vai trò là tôn giả A Nà Ca để ngài nhắc nhở chúng ta phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Để tôi và quý vị, nếu như chúng ta có gặp cái việc đau ốm bệnh hoạn, cái chuyện bất lành, thì chúng ta nên mỉm cười: ví thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con tránh đặng nào, quả dữ trả rồi nhân thiện đến. Nếu thầy đắc đạo bỏ con sao, thầy giải đắc rõ rồi, hay chúng ta không còn bàn thêm nữa, kính thưa đạo. Rồi bên cạnh phải rõ nghiệp duyên trần có tạo, thầy còn dạy thêm là nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Câu này cũng độc đáo nữa. Như vậy thì chánh pháp tức là tiếng kệ tự biến Đức Thầy, sấm giảng tới dân toàn bộ Đức Thầy là chánh pháp. Mà giờ này đồng đạo chúng ta hỏi lại mình coi, tôi hỏi lại tôi coi, quý vị hỏi lại quý vị coi, chúng ta có nghe rành hay chưa? Hay là chúng ta cũng nghe nó mà nghe gì? Mới nghe mờ hồ. Hay tôi thấy nghe mờ hồ nhiều nghe rành nha. Nghe cạn lời chứ có mờ hồ, thầy dạy, nhưng mà đa phần chúng ta chỉ mờ hồ thôi. Nhiều khi chúng ta không có đọc học, mà đôi khi mình nghe người ta nói rồi mình bắt chước theo, nghe một cách mờ hồ chưa nghe rành. Như vậy thì ở một cái khái niệm này, thầy dạy chúng ta phải nghe rành. Nghe rành là gì? Là chúng ta phải được tìm hiểu nghĩa. Nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe ngày này sang ngày nọ, nghe ngày này sang ngày kia. Chẳng những nghe ngữ từ mà chúng ta cần phải hiểu nghĩa lý nữa. Như vậy thì mới rành. Và nghe rành ở đây chúng ta phải làm theo mới rành, nghe rồi thực hiện mới lành, phải không? Thí dụ bây giờ chúng ta nghe cái nhà kế bên phát cái đoạn giảng là ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giặc ta khuyên. Chúng ta nghe nhưng mà chưa rành. Rồi cái nhà kế bên nữa, ông này ông sáng sai chiều xỉn, bữa nào chiều gì cũng chửi mình hết trơn á. Một bên là chúng ta nghe, một bên là chúng ta hành. Mà nếu như mà chúng ta chỉ nghe không á mà không hành là chúng ta chưa rành. Như vậy khi chúng ta nghe xong, một nhà một bên, khi nghe bên kia ông nhậu ông chửi chúng ta nhớ thầy dạy ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho ngỡ giận ta khuyên, chúng ta nhịn liền không có giận hờn, thì như vậy mới nghe rành. Cái đó mới là hành. Còn nếu chúng ta chỉ nghe trơn tru, nghe câu giảng thuộc lào lào hết á, thí dụ như thầy dạy là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, câu giảng ai cũng thuộc, nhưng mà về tới nhà ông chồng đối xử chịch một chút, bà vợ dọn cơm trễ một chút, chúng ta nhăn nhện cử nhữ cằn nhằn bứt rứt, vậy chúng ta nghe rành không? Chưa rành. Chúng ta chỉ mới nghe suông mà chưa rành. Như vậy thì nghe rành ở đây đòi hỏi hành giả phải trải nghiệm bằng công năng hành đạo mới rành được, mới thực tế được. Thí dụ giờ người ta nghe mình nghe Đức Thầy dạy về niệm Phật, mà chúng ta nghe mà chúng ta không chuyên niệm Phật là nghe không rành. Nghe phải thực hiện mới rành. Thì đấy là chúng tôi cũng muốn nói vậy, có vài cái ví dụ vậy để quý vị hiểu được cái khái niệm là rành là vậy đó. Nghe mà không làm không rành, nghe là phải làm, tu là phải sửa mới rành. Còn nếu tu mà không sửa là không rành, tu mà tánh nào tật nấy là nghe không rành, đó là chỉ nghe suông thôi. Và đặc biệt cái đó Đức Thầy đặt nặng ở cái chỗ gọi là thoát tà dâm. Ai thử coi 10 điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ý ngôn, mắt khẩu, giọng ngữ, tham lam, sân nộ, mê si. 10 cái điều này có trong tam nghiệp mà thầy lại đặt nặng ở cái chỗ là tà dâm. Tà dâm nghĩa là quan hệ bất chánh với người khác phái. Nói chung là không phải là vợ chồng chính thức, cưới hỏi hôn thú, mà chúng ta có một sự quan hệ bất chánh, quan hệ khác, thì đây đều gọi là tà dâm. Như vậy thì 10 điều ác, điều nào cũng nghiệp hết. Nếu chúng sanh mà tạo nghiệp thì rơi vào 10 điều ác này thì điều nào cũng gây nghiệp hết.
mà tôi cũng thường nói quý vị ơi, 10 cửa xem thấy ghê hồn đó. Tức là địa ngục, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mãi không. Thì nếu như một chúng sanh nào ở cõi đời này mà phạm vào 10 điều ác, tôi tin chắc với quý vị là người đó phải rơi vào 10 cửa địa ngục, không thoát khỏi. Đó là điều đương nhiên theo tính chất nhân quả. Nhưng mà 10 điều này, cái điều mà nặng nhất vào thời kỳ này, nếu mà chúng ta hiểu về chân lý Phật Đà, nặng nhất là vô minh, là mê si, nhưng không phải. Vào thời kỳ này, cái điều nặng nhất được Đức Thầy đặt để nơi đây, cũng như trong cái bài luận về tạo nghiệp, thì đó là tà dâm. Tà dâm nặng nhất. Bởi vì muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Tà dâm là một cái ác đứng đầu, đứng trước trong các việc ác đó. Tại sao nặng? Bởi vì cái điều này nó rất là dễ vi phạm. Nếu mà đồng đạo chúng ta thiếu công phu hành đạo, đồng đạo chúng ta thiếu nội công, thì đồng đạo chúng ta rất là dễ vi phạm. Nhiều khi chúng ta không phạm ở giới tướng, nhưng mà đôi khi chúng ta phạm vào giới tâm. Khi mà nhãn thấy sắc, thường hay bận biểu, khi đối cảnh người khác giới rồi, tâm chúng ta nó có cái gì nó xao xuyến, rồi nảy sinh những cái ý định, những cái tư tưởng, thì những cái đó cũng được liệt vào tà dâm. Trên cái điều này nó vừa độc mà nó vừa dễ vi phạm, nó dễ tạo nghiệp lắm. Nó không gây nên một cảnh chết chóc gì cả, nhưng mà phải nói rõ cái nghiệp nó ghê gớm lắm. Mà Đức Thầy dùng ở cái chỗ này đó, tức là phải nói rõ là tà dâm đứng đầu ở trong các cái điều dữ thì nó không hết. Như vậy thì để hiểu rõ vấn đề này thì đồng đạo có thể nghe lại những cái chuyên đề mà chúng tôi trình bày trong phần phân nghiệp, thân nghiệp đó, thì chúng tôi chuyên sâu về tà dâm. Còn ở đây thì cái quan trọng khi chúng ta hiểu được cái bệnh này, cái ác này nó nhiều, thì cái yếu tố, cái phương thuốc để diệt trừ ác này thì Đức Thầy dạ là phải nghe rành chánh pháp, phải nghe rành lời Đức Thầy mới mong thoát khỏi tà dâm. Còn nếu như chúng ta không nghe rành lời Đức Thầy, không hiểu rành chánh pháp, chúng ta khó thoát tà dâm, đúng không? Giống như trường hợp hồi nãy tôi nói, tu mà như mùn rời voi đó, chúng ta không hiểu lời Đức Thầy thì chúng ta khó mong thoát khỏi tà dâm như vậy. Cho nên hiện nay trong cái làng đạo chúng ta thì gẫm đi gẫm lại đó, thì đây cũng là một cái bước ngoặt, một cái cánh cửa quan trọng, một cái bài thi thực tế mà đồng đạo chúng ta thường rớt cái bài thi này, thường rớt cái bài thi tà dâm lắm rồi đồng đạo à. Nhiều người tu mấy mươi năm, ăn chay năm mười năm, cúng lại, đi cầu nguyện, đi làm từ thiện, nhưng mà cuối cùng lại không qua khỏi cái bài thi ác tà dâm. Có rất là nhiều người bị rớt cái bài thi này lắm. Cho nên chúng ta đừng có dễ ngơi, mình phải luôn luôn cẩn thận, bởi vì cuối cùng lại rồi chung quy lại rồi thì nó chỉ là giả tưởng thôi. Nó chỉ đem đến những cái giây phút bình thường trong một cái sát na thôi, thời gian ngắn ngủi thôi. Còn những cái gì đó, tức là tôi nói nó chỉ thăng qua trong một thời gian ngắn ngủi, còn để lại là biết bao nhiêu cái sự đau khổ mà chúng ta hiểu không? Chúng ta không có thể nào lường được. Cho nên tốt hơn hết thì theo là Đức Thầy dạy là phải gìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Thì có được thực hiện là Đức Thầy, có hiểu được chánh pháp, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không còn cái lòng tà dâm nữa, không bao giờ chúng ta rơi vào ác này. Vì vậy cho nên đồng đạo chúng ta cần phải học hỏi hiểu cho nhiều, thay vì cái thời gian làm lụng ra, ngoài thời gian nó ra là chúng ta phải dành cái thời gian lên cái công thức của mình để chúng ta học là Đức Thầy, hiểu cái rành chánh pháp. Thì có như vậy chúng ta mới vượt khỏi cái ngưỡng cửa quan trọng này, để chúng ta đoàn tụ với tớ thầy, để chúng ta không còn rơi vào 10 điều ác, để chúng ta được về cõi Phật thì nó không hết. Và đến hai cái câu kết, đây là một cái bài thi rất là tuyệt diệu. Đến hai câu kết thì của Đức Thầy mới đưa cho chúng ta, gạn lọc chúng ta là cái chân lý rốt ráo. Thù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Như vậy thì nãy giờ Đức Thầy viết rất là nhiều mà chúng ta bàn, rất là nhiều phương pháp tu hành, nhưng mà chung quy lại yếu tố quan trọng để Thầy dạy ở một cái pháp quán, chúng ta phải quán được là thù sanh nhược mộng đời lao khổ. Cái chữ phù là nổi trên mặt nước, đó là phù. Cái chữ sanh còn gọi là sinh, chữ sanh là kiếp sống, cái sự sinh sống con người, kiếp sống đời thường con người gọi là sanh. Giống như Thầy dạy là tức là phù sanh kiếp tạo đó, hay hoặc là vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù sanh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám cõi ma. Cái Thầy cũng dùng cái từ phù sanh, hay hoặc là phù sinh ở một đoạn khác trong cái bài tự tháng, Thầy cũng giải rất rõ. Trì kính thưa đồng đạo, như vậy thì phù sinh nói gọn lại, ý Đức Thầy cũng nói là cái kiếp sống con người của mình đó giống như mây nổi vậy đó.
giống như mây nổi vậy. Cho nên khi nhắc đến đây chúng ta mới nhớ lại một cái nhà thi sĩ, tức là một cái vị gọi là Ngài đã nhận định cái chốc con người, cái kiếp sống mà Ngài cho biết rằng ôi nhân sanh như thế ấy, ôi nhân sanh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, bừng tỉnh giấc nồi kê chưa chín, mà Ngài Nguyễn Công Trứ đã nhận định về nhân sinh quan lại vậy. Như vậy thì rõ ràng khi đến đây Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta phù sinh, phù sanh. Ý muốn nói cuộc sống con người chúng ta như mây nổi vậy đó. Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi, cành hoa sớm nở chiều tàn, không lấy chi mà bền chắc. Mà Thầy giải rất rõ trong bài lời khuyên cũng đã. Rồi chẳng những phù sinh mà còn nhược mộng đó. Cái chữ nhược là bằng, cái chữ nhược là ví như, bằng như đó. Chữ mộng là giấc mộng, giấc mộng nam kha chốn thế trần, hay hoặc là nam kha, hay hoặc là thế trần tạm giả gạt đề ta đó. Mà Thầy giải như vậy thì ngoài cái việc kiếp sống con người như mấy nổi, nổi trên mặt nước bồng bềnh trôi nổi, Đức Thầy còn ví kiếp sống con người chúng ta cũng như giấc mộng vậy. Giấc mộng hoàng lương, giấc mộng nam kha, mà Thầy dạy rất là nhiều chỗ, nhiều chỗ khác để chúng ta thấy rõ. Vậy thì cuộc đời của mình khi nghe lời Đức Thầy dạy, chúng ta gẫm lại thì quả rõ ràng không khác cái gì. Cuộc đời của tôi dạo gì gẫm lại giống như giấc mộng vậy. Mình nhớ lại những hành trình đi qua từ khi chúng ta lọt lòng mẹ đến giờ này mình cũng đã đứng tuổi rồi, thì mình thấy lại vị nào sống được 50 năm thì giống như chúng ta đang nằm một giấc mộng dài 50 năm. Vị nào mà sống được 70 năm thì giống như chúng ta nằm một giấc mộng 70 năm. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ lại hết, có đem được gì theo đâu quý vị. Giống như cái trường hợp của giấc mộng của Lữ Đồng Tâm, của Lữ Sinh, hay hoặc là giấc mộng của Nam Kha, tức là Nam Kha Ký đó, của Thường Du Phần đó, vân vân. Thì rõ ràng chúng ta thấy ngày xưa thì Thường Du Phần cũng là một cái người phải nói rõ là say xưa, cũng không hoàn chỉnh lắm. Thì một ngày nọ ông mới nằm dưới gốc cây què ông ngủ, bởi vì trong Nam Kha Ký mới kể đánh một giấc ngon sau khi đánh chén, đi đánh chén là đi nhậu về đó. Thì khi mà ngủ một giấc thật ngon, cái nằm mộng thấy mình được lên quan, lên triều đình, được thi cử, được đắc được thành Trạng Nguyên, rồi được vua gả con gái cho, rồi vua mới cấp cho cái miếng đất gọi là đất Nam Kha làm quan thái thú ở đất Nam Kha. Một cái cuộc sống hết sức là giàu có nhung lụa, nào là con cháu trải dài suốt 30 năm. Rồi khi 30 năm bỗng nhiên giặc giả nó tới, vì thế giặc mạnh nên không giữ được là cái thành Nam Kha, cho nên cuối cùng thì cái chức thái thú Nam Kha bị vua lấy lại, xích chút nữa thì vua chém đầu rồi. Vợ con thì bị giặc giết chết hết, lúc bây giờ buồn bã, giật mình tỉnh dậy. Cho nên một giấc mộng dài 30 năm, cuộc đời có là gì đâu. Thì hôm nay Đức Thầy cũng nói với chúng ta biết được như vậy. Ngoài cái việc cuộc đời chúng ta giống như trôi nổi trên mặt nước, cuộc đời chúng ta giống như giấc mộng, công danh phú quý chung quần mộng, bên cạnh đó Thầy còn cho biết là đời lao khổ, phải như chim bao giấc mộng không đau khổ nó chứ. Đằng này vừa là giấc mộng mà lại vừa là đau khổ, thì nỗi khổ đau thì chúng ta không bút mực nào tả xiết được rồi. Cho nên tôi cũng thường nói kiếp sống con người chúng ta kéo dài thêm một ngày là chúng ta đau khổ thêm một ngàn. Sự đau khổ này mình thấy từ ngàn xưa đến nay, lúc thì thăng, lúc thì trầm. Và nhất là cái sự đau khổ này, thời gian trên dưới khoảng là hơn 2 năm nay, thế giới đang chung chịu một cái dịch bệnh do virus corona. Phải nói rõ sự đau khổ. Và gần nhất đất nước Việt Nam chúng ta trong hiện tại, cũng như vào cái giai đoạn tháng 7, tháng 8 rồi, vì thấy là hết sức đau khổ rồi. Nó không hết. Cho nên thấy cuộc đời đau khổ rồi, mình muốn tu cho nhanh, cho lẹ. Có nhiều đồng đạo than với tôi đó, những cái người mà tôi nhớ cách đây vài hôm thôi, tôi đi thăm một vị đồng nghiệp. Thì vị này hậu Covid-19, nói với tôi một câu tôi nhớ hoài, cũng là đồng nghiệp của tôi, cũng là giáo lý viên, cũng lớn tuổi. Ông nói: "Chí Tâm ơi, sau khi mà chú nằm bệnh viện ở Sa Đéc về đó, là chú nguyện là không bao giờ chú muốn sanh làm kiếp con người ở cõi ta bà nữa. Chàng là nó khổ gì đó mà nó khổ 12 ngày nằm ở bệnh viện điều trị Covid, nó khổ dữ lắm chứ Tâm ơi. Nó khổ không tưởng tượng. Cái bệnh nó khổ, thở không nổi. Nói chung là nó khổ cùng cần niệm Phật không được luôn." Ông nói bây giờ còn mạnh giỏi rắn niệm Phật nha. Khi mà bệnh nhiều rồi đó, niệm Phật không được, niệm không ra Phật gì. Lúc đầu niệm Nam Mô Đà Phật, niệm biết còn mô Phật niệm không ra có Phật luôn, nó khổ vậy đó đồng đạo. Là tôi chứng kiến cách đây vài hôm tôi thăm ông nói ông nguyện là kiếp này rồi là không bao giờ ông sanh về cõi ta bà, nó khổ dữ lắm.
cái không hết, cái không hết. Cho nên đúng là đời lao khổ mà. Thù sanh nhược mộng đời lao khổ, quá khổ. Nếu như chúng ta không nhận định được điều này thì tôi tin chắc lòng đạo chúng ta không tin tiếp. Bát chánh đạo là quyển kinh nhật tụng, bát chánh đạo là con đường giải thoát. Nhưng đồng đạo nên nhớ hai cái chánh sau cùng. Chánh niệm, thầy dạy phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành, sớm muộn gì cũng tan rã. Chánh định, thầy dạy những cái sinh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Ai thử coi hai cái chánh cuối cùng bát chánh đạo, hai cái chánh cuối cùng trong quyển kinh nhật tụng, thầy đều cho chúng ta biết cái thân này không thiệt, do tứ đại hiệp thành, có chi mà bền chắc, thưa đồng đạo. Như vậy thì đây là cái điều quan trọng nhất trong đề tu mà thầy kết luận ở chỗ này. Cho nên hôm nay mong rằng đồng đạo chúng ta phải cố gắng ghi nhớ điều này, phải ghi nhớ cái thân này nó không thiệt. Nếu cái thân này đừng có thiệt, nó thiệt là đừng bệnh, đừng chết đi, nó mới thiệt. Đằng này cái thân này một ngày nào đó nó bỏ mình, nó phản bội mình, bây giờ cái thân này giống như cái quán trọ của linh hồn, cái linh hồn mới thiệt đó, cái thân là giả thôi đồng đạo à. Cho nên tại sao mà hiểu được nó giả, biết nó giả rồi, tại sao chúng ta không đài nó, bắt nó niệm Phật, bắt nó làm từ thiện, bắt nó cúng lại để chúng ta tạo cái thiệt cho linh hồn mình, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên mình phải nhận định như vậy, cái thân chúng ta như giấc mộng, cái thân chúng ta như bọt nước, như gió thổi, như chim bao vậy đó, đâu có gì đâu mà như Nguyễn Công Trứ ông vừa nói, tôi đã nhắc lại, chẳng những vậy mà cuộc đời chúng ta quá đau khổ đâu hết. Vì vậy cho nên kết thúc câu thi này, bài thi nữa thầy cho biết là tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm, thì rõ ràng trở lại với tu nhân ở chỗ này quý vị. Vậy thì chúng ta phải tỉnh trí. Ai thử coi chữ trí mà thầy còn dùng tỉnh trí nữa. Đáng lẽ chữ trí là được rồi mà tỉnh trí nữa. Bởi vì tại sao thầy dùng từ tỉnh trí? Bởi vì đôi khi cái chữ trí mà chúng ta vội vã hấp tấp thì đôi khi chúng ta cũng sai lệch. Theo tiếng Việt từ điển, tỉnh trí là gì? Tỉnh trí là chúng ta phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, phải suy nghĩ, phải sáng suốt, gọi là tỉnh trí. Tỉnh trí ta là Đức Thầy, có nghĩa là đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy, thì đó là tỉnh trí. Tỉnh trí là Đức Thầy, nghĩa là tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức, đó gọi là tỉnh trí. Mà tôi rút một đoạn trong điều cấm thứ bảy, một đoạn trong bài hành lễ để chúng ta chứng minh ở cái từ tỉnh trí. Như vậy thì tỉnh trí, ý Đức Thầy cũng nhắc nhở chúng ta đừng hấp tấp, đừng vội vã, cứ bình tĩnh lắng lặng tư duy, lắng động tâm phàm mà suy nghĩ kỹ là Đức Thầy. Coi là Đức Thầy dạy vậy đó, đúng hay sai? Đức Thầy nói đời này khổ đó, cuộc đời với giấc mộng, cuộc đời với chim bao đó, đúng hay sai? Rồi coi cái thằng Đức Thầy nó không là giả tạm, có đúng hay sai? Cứ bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi, rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ làm theo, như vậy mới khỏi lạc lầm. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, chúng ta vội vã, chúng ta hấp tấp thì đồng đạo mình biết, đồng đạo chúng ta bị rơi vấn đề này cũng khá nhiều. Nghe ông đạo đi núi ông giác, ông nói đời tới núi nổ động đất vậy đó, về nhà hấp tấp vội vã tu lẹ tu liền à. Nhưng mà lúc bây giờ thì ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn đồng bèn thả trôi, lúc nước lên thì tu, nước giật thì nghỉ, thấy không quý vị? Vậy không được, như vậy là không tỉnh trí. Mà nói đến đây chúng ta mới nhớ lại thời gian gần đây đồng đạo thấy các trang mạng xã hội YouTube thì có nhiều đồng đạo chúng ta xuất hiện nhiều đồng đạo nói đạo tu mừng lắm. Nếu nói chân lý, đằng này nhiều đồng đạo chúng ta mình thấy cái hạnh tu ngon lành lắm, mà lên bàn lời Đức Thầy nói chuyện một lát thì qua thiên cơ thời cuộc, nào là đời tới tháng mấy, nào là núi nổ, nào là ông Năm Chèo xuất hiện, nào là thầy trở về, ôi thôi nó nhiều cái chuyện đa đoan ở trên các trang mạng xã hội giờ này. Thì đồng đạo hiểu rõ không thôi, nhất là cái thời gian dịch bệnh, nhân dịch bệnh, rồi nhân những cái biến cố xảy ra của thế giới này, rồi lúc bây giờ mặc sức đồng đạo bàn, đã bàn hồi trước năm 2000 đến giờ này 20 mấy năm nay rồi, đã ngày xưa bàn vào cái thời Đức Thầy còn, Đức Thầy đã nắm móc đem trình công an trong cái bài đính chính, cũng là nói ông Hòa Hảo truyền ra, Đức Thầy đã viết cái bài đính chính, rồi đọc lại đó. Ai mà bà Đức Thầy không cho phép thầy cứ nắm móc trong trình công an, Đức Thầy dùng những phương ngữ như vậy đó, mà thế mà đồng đạo ta giờ này cũng bàn, người nào bàn thì chết người đó. Sao không chết? Bởi vì bàn cặt lóc lấy gì sống được, không chết, cãi thầy mà, phải không quý vị? Cho nên tôi nhớ trước đây ông Ba Cóc và ông bàn năm rồi, đời tới nhiều người lắm,
Nhiều người hỏi tôi lắm. Tôi chỉ nói một câu đơn giản, chưa đâu. Đồng đạo cứ từ từ, đây chỉ mới mở màn thôi. Chưa đến cái chỗ gọi là lớp đau chết cõi thôi, vô số thêm tà ma yêu quái trời dọc đường thì chưa. Đây mới có mở màn thôi bây giờ. Mở màn thôi, chưa tới đâu, đồng đạo ráng tu đi. Chưa tới chúng ta mừng. Tại sao mừng? Còn có cơ hội để niệm Phật được nhiều chút, còn có cơ hội tu nhiều một chút. Chứ bây giờ lỡ ngày mai tới làm sao? Tôi là tôi buồn lắm. Tại tôi làm chưa trọn. Phải không? Đời tới liền chúng ta làm chưa trọn buồn lắm à. Đời phan nó tới để chúng ta chút mót công đức từ chút đó. Để một ngày nào thầy về chúng ta đủ công đức. Không quý vị? Cho nên nó không hết. Thì đó là chúng tôi muốn xác định ở cái chỗ tỉnh trí và không tỉnh trí. Và tiếp theo đó, thầy dạy tỉnh trí để làm gì? Cái quan trọng là tu thân. Tu thân là quan trọng nha. Cái người tỉnh trí, người ta trở lại, ta sửa mình. Tu thân theo Hán Việt từ điển gọi là sửa mình đúng theo đạo lý. Tu thân là một khái niệm quan trọng được Đức Khổng Tử đặt để ở nhiều chỗ. Mà đặc biệt trong cái thiết tu tời trị bình, Khổng Tử cũng dạy là dục bình thiên hạ thì phải tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc phải tiên tề kỳ gia, mà dục tề kỳ gia phải tiên tu kỳ thân. Như vậy muốn đạt ở chỗ bình thiên hạ phải bắt đầu từ chỗ tu thân nè, tề gia nè, trị quốc mới bình được thiên hạ. Rồi hơn thế nữa, trong tứ thơ, cái quyển đại học được Khổng Tử để lại cho thế hệ đời sau, mà Đức Thầy cũng dạy là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh. Như vậy thì trong quyển đại học, Khổng Tử đã dạy tự thiên tử, dĩ chi ư thứ nhân, nhất dị giai dĩ, tu thân vi bổn. Tức là Khổng Tử dạy trong đại học, từ thiên tử cho đến các bậc thứ dân đều lấy cái sự tu thân để làm gốc. Khổng Tử dạy rất rõ vậy. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ. Thương trần ta cũng ráng thời, đặng cho bá tánh thức thời tu thân. Tu hành chẳng đường đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Như vậy Đức Thầy cũng chủ trương cái từ tu thân này, toàn bộ chấm thi Đức Thầy, cái Thầy viết đi viết lại là 16 lần. 16 lần Thầy viết từ tu thân. Luôn cả từ tu thân trong cái bài Trong Việc Tu Thân Sử Kỷ là 17 lần. 17 lần Thầy viết cái từ tu thân. Vì vậy thì tu thân là sửa mình. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình, nên ra đời truyền bá sử kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Đó là tu thân. Hay hoặc là khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thư tập xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều đang cấm sau đây. Thì cái đoạn đầu của bài Lời Phiên Bổn Đạo, 8 điều đang cấm, thì đó là tu thân. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì yếu tố quan trọng của nhà tu chúng ta, cái quan trọng là chúng ta phải tu thân, chúng ta phải sửa mình cho trong sạch. Nếu như chúng ta hôm nay tu theo đạo Phật giáo hoàn hảo mà chúng ta sửa mình không trong sạch thì lúc bây giờ chúng ta lạc lầm. Phải sửa mình trong sạch chúng ta mới khỏi lạc lầm. Tu thân là cái nền móng. Thí dụ muốn cất cái hội trường này thì phải có nền móng. Nền móng là tu thân. Khi mà nền móng kiên cố rồi thì trên đó chúng ta mới xây dựng được cái nhà cao tầng, mới xây dựng được tòa lầu đài Phật quả được. Còn nếu như nền móng mà không có mà chúng ta xây dựng tòa lầu đài Phật quả thì chẳng khác nào chúng ta xây dựng trên cát. Chỉ cần một lượng sóng đi ngang, cát kia tan rã thôi. Rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên tu thân là cái gốc mà muốn nói ở đây. Tất cả đồng đạo chúng ta phải sửa mình. Vậy thì sửa mình như thế nào? Ở đây chúng tôi cũng xin đại để đưa ra 10 cái yếu tố để chúng ta thấy rõ. Bởi đây là triết học của cụ Nho giáo Khổng Tử, mà Đức Thầy đã dạy ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng. Như vậy thì tam can trung trực, người đàn mê suy khi Đức Thầy viết để chân đất bắt, Thầy có nói vấn đề này. Như vậy thì tu thân ở đây, cái cốt lõi nó không ngoài cái đạo ngũ lưng và cái đạo ngũ thường bây giờ. Cái đạo ngũ lưng và cái đạo ngũ thường. Như vậy thì ngũ lưng nó gồm có 5 cái mối đạo. Đạo tôi chúa là đạo đất nước, đạo cha con, đạo chồng vợ, rồi đạo bè bạn. Tức là 5 cái mối đạo. Rồi đạo thầy trò, thì đây là đạo ngũ lưng. Mà thầy viết một đoạn trong Không Buồn Ngủ đó: đạo tôi chúa chặt gìn câu chúng thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ tận hòa đến thác. Rồi biết lễ nghĩa kính ninh, kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Thì đây là điều thực tế nè, không cần giải nghĩa, đọc sơ nga đạo hiểu rồi. Đây là điều thực tế nhất trong cái đạo ngũ lưng mà chúng ta phải thực hiện. Rồi bên cạnh ngũ lưng còn 5 cái món còn lại là ngũ thường mà thầy dạy ở điều cấm thứ nhất. Phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Tức là chữ nhân là chúng ta không sát sanh. Sống ở đời phải có nhân có nghĩa. Chữ lễ chúng ta phải
phải sống ở đời làm sao mà phụ đúng theo cái lễ nghĩa. Rồi chữ tín là chúng ta không nói dối, chữ trí là chúng ta không uống rượu, nhân nghĩa lễ trí tín, thì đây là năm cái món. Rồi chữ nghĩa, cho chữ nghĩa là chúng ta không đạo tặc, năm cái món thường hành mà đồng đạo phải thực hiện để chúng ta giữ chọn cái vấn đề tu nhân của mình, trong cái vấn đề tu thân của mình thì cái thông đạo. Hay hoặc là hiểu đó là thầy một đoạn khác thầy dạy Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Cái thầy dạy đây là Phật truyền lại cho đức thầy dạy à. Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Tu thân thế nào? Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Như vậy thì gần nhất cái đạo Phật giáo bảo chúng ta tu thân ở đây không ngoài tứ đại trọng ân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Như vậy thì tu thân là đức thầy, quý vị cứ xem lại bốn điều ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào nhân loại và ân tam bảo. Bốn điều này chúng ta cố gắng thực hiện là chúng ta đã sửa mình và đang tu thân, nó không hết. Như vậy thì trở lại qua câu cuối cùng này, nếu có tu thân thì đồng đạo chúng ta không còn lạc lầm, mà nếu không có tu thân thì cái chừng chúng ta lạc lầm, không đi theo con đường chánh tín hay là được thầy dạy, mà lúc bây giờ chúng ta bị lai. Mà quý vị biết lúa lai thì sử dụng không được, nó chỉ là một cái mối họa thôi cho mình và cho người khác, nó không hết. Như vậy thì trở lại tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt tính năm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Qua một cái bài thi 8 câu 56 chữ mà chúng ta trình bày nãy giờ gần 2 giờ đồng hồ. Vậy thì qua bài thi này, rõ ràng như chúng tôi giới thiệu ở lời nói đầu, đây là một cái giáo thuyết học Phật tu nhân. Đầu tiên đức thầy đưa ra phương pháp học Phật, đức thầy giới thiệu cho ngài, cho chúng ta biết rằng giáo lý của ngài là giáo lý từ bi, giáo lý của ngài là kinh là kệ, giáo lý từ bi bác ái, giáo lý của ngài có công năng cấu thành nắn nót đổ lên một cái mẫu người tuyệt vời và thanh thoát nhẹ nhàng như chúng tôi có nói. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải tin sâu vào giáo lý của ngài để chúng ta cố gắng thực hiện. Bên cạnh đó, giáo lý của ngài có công năng diệt trừ được những cái quẩn khúc, những cái sự ham muốn vọng khởi nơi tâm của mình, những cái mà từ xưa đến nay chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng bên ngoài, quên đi cái chân lý vô vi của Phật Đà. Vì vậy cho nên hôm nay giáo lý Phật giáo họ là giáo lý vô vi, mà đức thầy đã cho biết rất rõ là làm vô vi chánh đạo mới màu. Hay hoặc là đức thầy dạy rất nhiều chỗ để chúng ta thấy rõ chân lý tuyệt đối của Đức Phật ở trong đi, được đức thầy thừa kế lại để nhắc nhở chúng ta là chân lý vô vi. Đức thầy không chấp nhận âm thanh sắc tướng, và đồng thời đức thầy mới đưa ra một cái phương pháp tu hành là pháp môn tịnh độ. Không tịnh độ, ngoài cái việc bài trừ âm thanh sắc tướng, bài trừ những cái màu sắc, bài trừ những cái lòng ham muốn vụt vọng khởi lên nơi chính nơi tâm của mình, thì đức thầy đưa ra pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ có công năng diệt trừ được những cái sự tối tâm nơi lòng của mình, những cái sự ham muốn mà chúng ta đáng lẽ không nên có, nhưng vì vô minh, nhưng vì dục lạc thế gian, nhưng vì chúng ta không sáng cho nên mới nảy sinh. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải niệm Phật để diệt trừ cái tâm tối của mình. Chúng ta phải niệm Phật. Câu lục tự có công năng cũng như một cái con thuyền đại đạo như tôi nói hồi nãy. Công năng của con thuyền này sẽ đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Chúng ta có niệm Phật, tin chi niệm Phật là chúng ta đã bước xuống thuyền từ của thầy, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ về bên kia giải thoát. Và hơn thế nữa, để đạt kết quả tu hành, đạt được kết quả viên mãn, thì thầy ân cần nhắc nhở chúng ta trong đời tu mình phải tin sâu luật nhân quả. Bởi vì nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Nếu như hoàn cảnh thuận lợi đối với mình thì tốt rồi, mà nếu như hoàn cảnh nghịch đến với mình thì mong rằng đồng đạo chúng ta cũng đừng vì thế mà đau buồn hận khổ. Nghịch chừng nào chúng ta tu mạnh chừng đó, nghịch chừng nào chúng ta niệm Phật nhiều chừng đó, nghịch chừng nào chúng ta làm lành nhiều chừng đó. Bởi vì nhân quả mà, bởi vì chúng ta làm việc chẳng lành cho nên quả bắt lành đến với mình. Mình cố gắng tạo cái nghiệp thiện, cái duyên lành, để rồi một ngày nào đó khi chúng ta trả quả xong rồi thì mình hưởng hoàn toàn cái quả lành. Và hơn thế nữa, cuối cùng là đức thầy dạy chúng ta phải nghĩ lại cái thân của này, phải nhìn lại cái thân giả tạm của mình. Cái thân được bao bọc bởi một cái lớp da giả tạo, rồi một ngày nào đó nó sẽ bỏ chúng ta ra đi. Cho nên mong rằng đồng đạo chúng ta phải hiểu được, nhận định được cái thân này là không thật. Đúng như Đức Phật ngày xưa ngài đã nhận định vậy: khuyên chúng sanh phi sớm chiên cần, tìm nguồn cội diệt từ tứ khổ,
bệnh với tử, từ kim với cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca sợ lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Đức Thầy muốn nhắc nhở lại trong giác mê tâm kệ như vậy, để tất cả đồng đạo chúng ta phải nhớ đây là thực tế nhất. Cái thân này rồi đây sẽ già, thân này rồi đây sẽ bệnh, và thân này rồi đây sẽ chết. Có như vậy chúng ta mới tinh chuyên niệm Phật, tinh chuyên tu hành. Và cuối cùng trở lại, Đức Phật đã dạy trong cái triết lý học Phật tu nhân của ngài, vì cái thân là giả tạm, cho nên chúng ta phải mượn cái thân này để sửa cái thân này, giống như sửa kiểm trồng quế vậy đó, cho nó trong sạch. Có như vậy chúng ta mới không lạc lầm, đi đến một cái chân lý tuyệt đối. Do đó cho nên cái cuối cùng thì Đức Thầy đã gạn lọc lại với cái giáo tiết học Phật tu nhân, cái quan trọng nhất, cái gốc của người tu chúng ta là phải sửa mình là gốc, tu thân là gốc. Đồng đạo phải luôn luôn ghi nhớ các điều này. Thì đó là các cái yếu tố mà chúng tôi trình bày. Thì kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, cũng trên dưới 1 tiếng 50 phút, vì trên dưới là hơn 100 phút chúng tôi đã gặp gỡ quý vị qua cái 8 câu thi này. Thì phải nói là bởi vì 8 câu thi nội dung quá dài nên chúng tôi cũng phải cố gắng chi tiết, dù đàn cũng đã có tinh gọn lại đó, nhưng mà cũng không sao, không sao, giảm bớt được thời gian cũng gần 2 giờ đồng hồ rồi. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo ngồi đây với chúng tôi trên dưới gần 2 giờ đồng hồ, cũng khá mỏi mệt. Tuy nhiên thì cũng không thấy đồng đạo nào mà có một cái tỏ ra một cái uể oải gì cả, rất là tinh chuyên để cùng chúng ta làm tròn cái phận sự của mình, tức là phận môn đệ phải noi dung quán trong thời kỳ này. Cho nên thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn. Thì trong quá trình trao đổi chắc không sao, chắc có những sơ sót nhất định, thì cũng mong rằng các vị cao minh của độ tổ thầy, quý vị đại diện các ban trị sự đóng góp bổ khuyết thêm cho chúng tôi, chúng tôi hết sức là thành thật tri ân. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên kính cảm ơn ban tổ chức, nhất là ông trưởng ban cũng có lời mời, cho nên chúng tôi mới trở về đây. Cảm ơn tất cả quý vị đường xá xa xôi trong và ngoài địa phương về đây tham dự, và cũng cầu hồng ân tam bảo, qua linh của tổ thầy hộ trì tất cả đồng đạo chúng ta vượt khỏi những cái chướng duyên, để tinh tấn tu hành cho đến ngày Long Hoa đại hội, đến ngày mà Đức Thầy trở về. Và tất cả đồng đạo chúng ta phải cố gắng tâm đắc cái đoạn giảng mà Đức Thầy đã viết trong cái bài Luận Việc Tu Hành, đó là Đức Thầy cho biết rằng: phú quý tạo đời thêm mệt sát, tham danh phế đạo chí đau yên, chi bằng cửa Phật vui thanh tịnh, đánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.